chương 351, nói nhanh đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Kế tiếp, đã đến lúc giải quyết phần tiếp theo. Đường Tuấn nhìn người thanh niên đang nằm trong góc, đường Tuấn ra tay rất nặng nên người thanh niên vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi nói vài cậu với Âu Dương Phượng Hồng, anh dùng một tay nhấc người thanh niên đi lên đỉnh tòa nhà. Biệt thự này có 5 tầng, đứng trên đỉnh của tòa nhà có thể dễ dàng phóng tầm mắt ra xa. Đường Tuấn ấn một cái sau gáy người đàn ông, anh ta đã yếu ớt tỉnh lại. Ngay khi tỉnh dậy, cơn đau dữ dội ở cánh tay khiến anh ta kêu lên một tiếng như lợn thiến. a à, đường Tuấn cao mày, tát mạnh vào mặt anh ta một cái, câm miệng. Người đàn ông nhìn đường Tuấn cay đắng, nhưng anh ta vẫn biết thức thời mà im lặng. Anh tên là gì? Tại sao anh lại biết tôi? Đường Tuấn đặt câu hỏi trong lòng. Trong trí nhớ của mình, anh không biết người đàn ông này, nhưng người đàn ông đã gọi tên và danh tính của anh ngay lập tức. Người nọ cười khẩy nói, tôi tên là Đường Thông. Ha ha, anh là cậu chủ cao quý nhất nhà họ Đường, người trong nhà họ Đường không ai là không biết. Đường Tuấn cũng không nghi ngờ lời nói của Đường Thông, vì nhà họ Đường là một gia tộc lớn, thế hệ của Đường Hạo còn có 6-7 anh em, huống chi là những bà con xa. Đường Thông trước mặt có lẽ là hậu duệ của một chi nào đó nhà họ Đường. Đường Tuấn ngồi xuống trước mặt Đường Thông, nói anh đến Hạ Long làm gì? Tại sao phải đối phó với gia đình Âu Dương? nói thật với tôi thì có lẽ tôi sẽ cho anh sống sót trở về. Ngoặc kép, nghe vậy, trên mặt đường thông lộ ra vẻ do dự. Đôi mắt anh ta nhìn xuống cầu thang theo bản năng. Ha ha, khỏi phải nhìn, thành chiến đã bị tôi đánh bại rồi, đang nằm như chết ở dưới tầng kia. Đường Tuấn vạch trần suy nghĩ của đường thông và hoàn toàn xua tan suy nghĩ của anh ta. Sao có thể, ông Thành là cao thủ tông sư trong giới võ thuật, tại sao anh có thể đánh bại ông ta? Lúc này, đường thông đã quên mất cơn đau trên cánh tay, thất thanh nói. Anh ta nhớ tới đường tuấn trước mặt chính là cậu ấm nhà họ đường, không chỉ biết mỗi y thuật. Ha ha, đường tuấn nhặt một ống sắt giống trên mặt đất lên và gấp lại theo ý muốn. Ống giống được xoắn lại thành hình một quả bóng. Con người của đường thông đột nhiên co rút lại, sau đó anh ta nhớ tới cách mà đường tuấn đánh bại anh ta, động tác nhanh và mạnh như vậy nhất định không phải chuyện người thường có thể làm được. Anh đã trở thành một cao thủ tông sư rồi sao?" Đường Thông Kinh ngạc hỏi, mới chỉ có hơn 2 tháng kể từ khi Đường Tuấn rời khỏi nhà họ Đường. Trong hơn 2 tháng, một người bình thường đã trở thành một cao thủ tông sư, làm sao có thể như vậy được? "Nói nhanh đi, đừng lãng phí thời gian nữa." Đường Tuấn vứt bỏ cái ống rỗng sang một bên. Đường Thông hít sâu mấy hơi nói, "Nếu tôi nói, anh có để cho tôi đi thật không?" Đường Tuấn nói, anh cho rằng hiện tại anh có tư cách nói chuyện điều kiện với tôi sao? Chương 352 vậy chuyện của thành chiến là sao? Đường Thông cười khổ nói, chính Đường Quang Hòa đã cử tôi đến tỉnh Khánh Hòa. Ông ta muốn tôi lợi dụng đại hội y học cổ truyền này để phát triển công việc kinh doanh của nhà họ Đường ở Khánh Hòa. Anh cũng biết rồi đó, nhà họ Đường không có chi nhánh công ty ở tỉnh Khánh Hòa này, vậy nên ông ta đã yêu cầu tôi chọn công ty của nhà họ Âu Dương dự định dùng nó làm chỗ dựa tạm thời cho nhà họ đường ngoặc kép đường tuấn thầm gật đầu ở tỉnh khánh hòa này có nhà họ vương nổi tiếng trong giới y học cổ truyền nên xưa đến nay nhà họ đường không mở rộng kinh doanh đến đây tuy nhiên anh vẫn không hiểu tại sao đường quang hòa lại nóng lòng muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của gia đình họ đường với tình hình hiện tại của nhà họ đường không phải cần một thời gian nữa mới có thể hồi phục sao tôi chỉ biết có như vậy còn những chuyện khác thì đường quang hòa không nói cho tôi biết ngay cả tin tức anh còn sống đường quang hòa cũng không nói cho người nhà đường đường thông nói vậy chuyện của thành chiến là sao lúc trước trong nhà họ đường làm gì có cao thủ tông sư như vậy đường tuấn hỏi đường thông lắc đầu nói chuyện này tôi không biết những cái gọi là võ sư này dường như chỉ sau một đêm đã nổi lên dựa vào thực lực của bọn họ một thời gian trước đường quang hòa đã thanh tẩy toàn bộ gia đình họ đường nhanh chóng dập tắt những tiếng nói phản đối Thậm chí gần đây tôi còn không biết rằng thực sự có những thứ võ thuật như vậy trên thế giới này. Những thứ này, Đường Tuấn nhíu mày, ngoài thành chiến thì còn có bao nhiêu cao thủ võ thuật nữa? Đường Thông nói, "Ừm, nhưng tôi không biết cụ thể là bao nhiêu." Đường Tuấn liên tiếp hỏi thêm vài câu, "Chẳng hạn như em gái Đường Lệ của anh đang ở đâu? Mấy người thành chiến này từ đâu đến?" Nhưng Đường Thông hoàn toàn không biết gì, anh ta cũng không phải là người thân tín bên cạnh Đường Quang Hòa nên những thứ anh ta biết cũng chỉ là hữu hạn. Đúng lúc này, có tiếng gì đó bị xô ngã từ trên lầu xuống. Sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi, đi tới ban công nhìn xuống. Anh nhìn thấy Thành Chiến không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, đang chạy như điên ra bên ngoài, trong nháy mắt đã chạy xa hàng trăm mét. Tốc độ của cao thủ tông sư khi liều mạng tuyệt đối không thể coi thường. Này Tất cả những gì tôi biết đều nói cho anh biết hết rồi, có phải anh nên thả tôi ra rồi không? Đường Thông cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy Đường Tuấn đang nhìn ra bên ngoài, còn tưởng anh muốn ném anh ta từ đây xuống dưới, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lúc này, Đường Tuấn mới thu hồi ánh mắt, cho dù bây giờ anh đuổi theo thành chiến thì cũng không kịp nữa rồi. Anh nhìn Đường Thông với vẻ mặt lo lắng, thật sự lúc đầu anh không có ý định để tên này đi. Nhưng bây giờ thành chiến đã trốn thoát giữ lại đường thông cũng là vô nghĩa. Quay về nói với đường Quang Hòa rằng tôi sẽ quay lại để lấy những gì thuộc về mình, bảo ông ta hãy đợi tôi. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Nghe vậy, đường thông biết mình không phải chết, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đồng ý. Nói xong, đường Tuấn xoay người đi xuống lầu. Nhìn bóng lưng của đường Tuấn, ánh mắt đường thông đột nhiên trở nên oán hận, hai tay nắm chặt. Đường thông cho rằng anh ta tài trí hơn người, nhưng dù ở trước mặt đường Quang Hòa hay đường Tuấn này thì anh ta đều biến thành một con kiến có thể dễ dàng giết chết. Sự tranh lệch này khiến anh ta tức giận, đều là người nhà họ đường nhưng tại sao anh ta còn không thể kiểm soát vận mệnh của chính mình. Một ngày nào đó, các người đều sẽ phải trả giá. Trong lòng đường thông tràn đầy oán hận, chương 353, vậy thì anh định làm gì? Đường Tuấn trở lại tầng 3, Ninh Đình Trung cũng đã tỉnh lại, Âu Dương Phượng Hồng cũng gần như bình phục hai người đang trò chuyện rất ngọt ngào. Âu Dương Phượng Hồng đỡ lấy cánh tay Ninh Đình Trung, trên mặt mang theo vẻ dịu dàng chưa từng thấy qua. Bộ dạng như vậy, làm sao có thể giống đại tiểu thư của nhà họ Âu Dương? Khủ khủ, Đường Tuấn cố ý ho nhẹ một tiếng rồi mới đi vào. Âu Dương Phượng Hồng hơi đỏ mặt, vội vàng buông tay ra. Nhưng Ninh Đình Trung lại kêu nhẹ, ai ra, cô ta lập tức đỡ lấy anh ta. Cô Âu Dương, bố và chú của cô đâu? Đường Tuấn hỏi. Âu Dương Phượng Hồng giật mình, sau đó mới nhớ tới, nói, bọn họ ở dưới tầng hầm biệt thự, chú của tôi bị lão già dâu trắng làm bị thương. Đường Tuấn nói, vậy cô đi xuống mang bọn họ đi ra ngoài đi. Ở dưới lầu chắc hẳn sẽ có nhân viên bảo vệ coi chừng, nhưng với võ công và thân phận của Âu Dương Phượng Hồng, muốn giải quyết bọn nhỏ đó cũng không khó. Âu Dương Phượng Hồng do dự một chút, Ninh Đình Trung vừa mới tỉnh lại, cô ta vẫn hơi lo lắng. Yên tâm đi, cái tên mập này mạng lớn phúc lớn, hơn nữa tôi vẫn ở đây, cô còn sợ cái gì? Đường Tuấn cười. Sau đó Âu Dương Phượng Hồng mới đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu để giải thoát cho bố và chú, cũng như các cán bộ cấp cao của tập đoàn Phượng Hoàng. Khi bước tới cửa, cô ta đột nhiên quay đầu lại và nói với Đường Tuấn bằng giọng điệu nghiêm túc hơn, anh Đường, lập trường của Ninh Đình Trung chính là lập trường của tôi và nhà họ Âu Dương. Đường Tuấn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó gật đầu âu dương phượng hồng này quả nhiên là một người khôn ngoan thấy đường tuấn gật đầu âu dương phượng hồng đi xuống lầu đường tuấn từ bên cạnh kéo một cái ghế ngồi ở đối diện ninh đình trung cười nói lão mập chúc mừng anh nha ninh đình trung cười chân thành nói cảm ơn cho tới bây giờ anh ta vẫn cảm thấy giống như trong mơ thích âu dương phượng hồng đã gần hai năm nhưng chưa từng có tiến triển vậy mà chỉ trong hai tháng ngắn ngủi mối quan hệ giữa anh ta và âu dương phượng hồng có thể được miêu tả là chóng vánh tất cả là nhờ vào đường tuấn ninh đình trung hiểu rõ hơn ai hết nếu không có đường tuấn thì anh ta vẫn là thanh niên béo nhất thành phố đồng thời là một cậu ấm phế vật không thể lọt vào mắt âu dương phượng hồng có lẽ âu dương phượng hồng đã nói cho anh biết đường tuấn đột nhiên nói ninh đình trung cũng thu lại vẻ mặt đang cười anh ta biết ý tứ trong lời nói của đường tuấn vừa rồi lúc ở trong phòng đường thông đã đề cập đến danh tính của đường Tuấn. Với trí thông minh của Âu Dương Phượng Hồng, có thể dễ dàng liên tưởng đến y thánh nhà họ đường, cộng thêm cái chết của hậu duệ họ đường đã được báo chí đưa tin một thời gian trước. Ừ, Ninh Đình Trung thì thào. Vậy thì anh định làm gì? Đường Tuấn nói, chương 354 thành tựu mà người bình thường cả đời cũng không làm được. Ninh Đình Trung suy nghĩ một chút, mới nói tôi không quan tâm cậu là cậu ấm của y thánh nhà họ đường, hay là đường tuấn tôi gặp ở thành phố vinh tôi chỉ biết cậu là bạn của tôi dù cậu có làm gì tôi cũng sẽ làm hết sức mình để giúp cậu dù trời có sập tôi cũng không thay đổi đường tuấn im lặng một hồi rồi nói tôi hiểu rồi cảm ơn anh ninh đình chung cười khổ chỉ cần cậu đừng tranh giành phượng hồng với tôi là được vớ vẩn đường tuấn cười mắng một câu nói đùa đã được sử dụng như một bước đệm bầu không khí ngột ngạt giữa hai người đã giảm đi rất nhiều vậy thì cậu định làm gì tôi nghe phượng hồng nói đường quang hòa bây giờ là người đứng đầu y thánh nhà họ đường với thực lực và tài chính hiện tại cậu làm sao có thể tranh giành được với ông ta ninh đình trung nói tâm trạng đường tuấn càng nặng trĩu đúng là như vậy nếu như là trước đây anh vẫn còn còn có rất nhiều thời gian tính kế chờ thuốc thông thần và bột tuyết cơ tung ra thị trường anh sẽ có thể tích lũy tài sản chỉ trong nửa năm hoặc vài tháng khi đó ngay cả đường quang hòa cũng không thể làm ngơ nữa nhưng không phải bây giờ thành chiến đã trốn thoát ông ta chắc chắn sẽ nói cho đường quang hòa biết những gì đã xảy ra ở đây đây cũng là nguyên nhân chính khiến anh buông tha cho đường thông ha ha yên tâm đi ông ta không dám ngang nhiên đối phó với tôi đường tuấn nhếch khóe miệng cười nhạt đối với mọi người và giới truyền thông cậu chủ của nhà họ đường đã chết rồi nếu đường quang hòa thật sự dám ra tay với tôi với thân phận hiện tại của ông ta nhất định sẽ thu hút sự chú ý của dư luận và giới truyền thông, những chuyện này nếu thật sự được công bố sẽ không tốt cho ông ta. Ông ta sẽ không làm chuyện cá chết lưới rách như thế này. Trong mắt Đường Tuấn hiện lên vẻ trầm ngâm, tuy tin tức nhận được từ đường thông có hạt, nhưng vẫn có thể tự mình phân tích một số chuyện. Ví dụ, nhà họ Đường hiện tại dường như không phải do Đường Quang Hòa làm chủ. Cho dù như vậy nhưng với thân phận của ông ta, chỉ cần ông ta nói bất cứ điều gì, không biết sẽ có bao nhiêu người sẵn sàng ra tay với chúng ta. Ninh Đình Trung nói, Đường Tuấn cười nhạt, bây giờ chúng ta không phải là trái hồng mềm để người ta tùy ý nắn bóp nữa rồi. Ninh Đình Trung giật mình, lúc đó anh ta mới nhớ tới thân thủ đáng sợ của Đường Tuấn mà Âu Dương Phượng Hồng vừa miêu tả. Ngoài ra, Đường Tuấn không còn là nhân viên quản lý thư viện của Đại học Vinh nữa, trong tay anh có cổ phần trong tập đoàn Nam Nhật, đồng thời hợp tác với các ông chủ lớn ở thành phố Vinh, thành phố Hạ Long và nhiều thành phố khác loại người này quả thực không phải quả hồng mềm. Anh ta khẽ thở dài, không ngờ chỉ trong hai tháng, Đường Tuấn đã đạt được thành tựu mà người bình thường cả đời cũng không làm được. Cụ thể giải quyết như thế nào, sau này chúng ta sẽ nói chi tiết. Có người tới đây, Đường Tuấn nói. Nửa phút sau, Âu Dương Phượng Hồng đã cùng rất nhiều người bước lên lầu. Âu Dương Phượng Hồng đã hỗ trợ bố mình là Âu Dương Duệ. Sau khi Đường Tuấn điều trị cho Âu Dương Duệ, Âu Dương Duệ đã gần như đã có thể đi lại nhưng ông ta cần sự trợ giúp của các vật dụng khác. Sắc mặt Âu Dương Duệ tái nhợt, thần sắc rất xấu, bị. chương 355 chắc hẳn là các người đã đợi ngày này rất lâu. Đường Tuấn liếc mắt nhìn người này, ông ta đúng là là cao thủ nội công, cảm thụ được khí thức của ông ta, hẳn là nội công nằm trong khoảng trung kỳ đến hậu kỳ, mạnh hơn Âu Dương Phượng Hồng nhiều. Nhìn thấy điều này, Âu Dương Phượng Hồng khẽ cao mày, nói chú Đạt, chú là bạn của bố cháu, cũng là người đứng đầu công ty đây là những việc cháu nên làm hay cho câu nên làm cháu gái nhà âu dương rất biết nói chuyện chú đạt nghiêng chân hút xì gà chậm rãi nói hôm nay mọi người đều rảnh rỗi chúng ta giải quyết một chút đi giải quyết gì âu dương phượng hồng sửng sốt liếc nhìn đường tuấn trên mặt mang theo ý cười đùa giỡn nói không biết chú đạt muốn giải quyết chuyện gì chú đạt hít một hơi xì gà phun ra làn khói nói đương nhiên là chuyện của công ty trên mặt ông ta lộ ra vẻ đau khổ cháu nhìn xem bây giờ bố của cháu đã nửa sống nửa chết rồi cháu lại là một cô gái trẻ nhiều bất tiện và không thể làm được những điều lớn lao tránh được lần này là do chúng ta tốt số thôi nếu có lần khác chúng ta còn có thể may mắn như vậy không ngoặc kép chú đạt nói vậy là có ý gì âu dương phượng hồng cười càng sâu hơn chú đạt ở trước mặt cô ta từng có duyên phận với bố cô ta thậm chí còn dạy cô ta phương pháp tu luyện nội công nhưng sau khi bố cô ta ngã bệnh, cô ta nghe được rất nhiều tin tức, nói rằng chú Đạt đang hành động bí mật, nhưng vì sức mạnh của chú Âu Dương Duệ, cô không dám tấn công. Nhưng bây giờ chú cô bị thương nặng, công ty hỗn loạn, chính là thời điểm tốt nhất để làm khó dễ chú Đạt. Thật tiếc vì lần này chú Đạt đã quá sai lầm, ông ta thậm chí còn không biết người quyền lực nhất trong căn phòng này là ai sao? Ý của tôi rất đơn giản, ánh mắt chú Đạt sắc bén, lạnh lùng nói, tôi sẽ lên làm chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng cháu lập tức chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đứng tên bố cháu cho chú. Tôi cũng có thể để lại cho cháu một ít cổ phần để dưỡng già. Nếu không, ha ha. Đôi mắt ông ta đảo quanh bộ dáng xinh đẹp của Âu Dương Phượng Hồng, mang theo một loại tham lam. Ông ta liếm môi nói cháu, bố cháu và chú đều sẽ phải chết ở đây. Âu Dương Phượng Hồng, tôi nghĩ cháu nên nhanh đồng ý đi. Bố của cháu sắp chết, chúng tôi cũng không thể làm việc dưới sự quản lý của một cô nhóc như cháu được cháu không sợ mất mặt nhưng chúng tôi lại sợ đúng vậy anh đạt là người có tư cách thừa kế tập đoàn phượng hoàng nhất tốt nhất cô nên từ bỏ quyền lực đi những người xung quanh chú đạt cũng bắt đầu bàn tán xôn xao ánh mắt âu dương phượng hồng càng ngày càng lạnh chắc hẳn là các người đã đợi ngày này rất lâu đúng không chú đạt cười ha hả nói lời nói này của cháu gái âu dương không đúng rồi tôi cũng chỉ tuân theo yêu cầu của mọi người mà thôi ông ta đứng dậy ném điếu xì gà xuống đất rồi dậm mạnh, lạnh lùng nói, "Được rồi. Tôi cũng không muốn làm nhảm với cháu. Cháu ngoan ngoãn ký hợp đồng đi, đừng để chúng tôi trở mặt." Âu Dương Duệ bị thương rất nặng, một cô bé như cháu, tôi thực sự không coi trọng đâu. Âu Dương Duệ tức giận đến mức đứng trước mặt Âu Dương Phương Hồng nói, "Tên họ Mã này, chỉ cần tôi còn thở, anh không bao giờ có thể đụng đến nhà họ Âu Dương của tôi." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 356, cháu dám Thôi đi, bây giờ mà anh còn có mạnh miệng nói mấy lời này sao? Ngay bây giờ, tôi chỉ cần một tay cũng có thể giết được anh. Chú đạt cười lạnh một tiếng, dùng tay đấm vào ngực Âu Dương Duệ. Ông ta cũng định dùng sức mạnh, chỉ cần nhà họ Âu Dương chết hết thì ông ta có thể đường đường chính chính mà tiếp nhận tập đoàn Phượng Hoàng. Sở Dĩ nói bao nhiêu điều viển vông cũng chỉ là niệm tình xưa mà thôi. Âu Dương Duệ muốn vươn tay ra chặn lại, nhưng bên tai truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, nhạt: Tôi tới đây, Quỳnh. Cú đấm của chú Đạt không đánh trúng Âu Dương Duệ, thay vào đó, ông ta lùi lại và ngã xuống ghế rồi mới dừng lại. Đường Tuấn thu lại lòng bàn tay, nhìn lại Âu Dương Phượng Hồng, nói, "Đây là chuyện mà lúc trước tôi đã hứa với cô." Âu Dương Phượng Hồng nói, "Anh Đường, đánh bại ông ta là đủ rồi. Còn lại giao cho tôi." "Ha, khẩu khí cũng lớn phết đấy, còn nói muốn phế bỏ tôi." Sắc mặt chú Đạt trở nên khó coi, lại đứng lên, nhưng hô hấp đã trở nên hỗn loạn chỉ cảm thấy không nâng được hơi thở mắc kẹt trong lồng ngực. Ông ta nhìn Đường Tuấn với vẻ dè chừng, chỉ với một cú đánh vừa rồi, ông ta có thể cảm nhận được thực lực của Đường Tuấn mạnh hơn ông ta rất nhiều. Thật không ngờ cậu em lại là một cao thủ nội công, tôi đã nhìn lầm rồi. Chú Đạt nói, người anh em, sao cậu phải vì mấy người này mà làm khó dễ tôi? Hay là thế này, chỉ cần hôm nay cậu không ra tay, tôi sẽ cho cậu 3 tỷ rưỡi, được không? 3 tỷ rưỡi, ngay khi ba chữ này được nói ra ngay cả đám người sau lưng chú đạt cũng đều trợn tròn mắt chắc hẳn không ai có thể từ chối một số tiền lớn như vậy đường tuấn lại lắc đầu nói thật xin lỗi tôi không thiếu tiền không đợi chú đạt có phản ứng anh đã tấn công một lần nữa một đấm lúc nãy chú đạt còn chưa thể đáp trả giờ lại phải nhận thêm một đập vào ngực nữa ông ta phun ra một ngụm máu tươi hơi thở chậm chạp sắc mặt tái nhợt thằng nhóc này cậu muốn làm gì cậu muốn giết người sao? Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức, có người thấy thế, lấy điện thoại ra để uy hiếp. Đường Tuấn chừng mắt nhìn người đàn ông, hất tay một cái, người đàn ông bay ra khỏi phòng. Quỳnh, 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 người đàn ông lăn thẳng xuống cầu thang. Người khác nhìn thấy vậy, không ai dám nói gì nữa. Chú Đạt, chú thật sự rất ngu ngốc, Âu Dương Phượng Hồng đi tới trước mặt ông ta. Cô bé con, tôi làm gì cũng không mượn cháu đánh giá chú đạt lau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói. Đáng tiếc, hôm nay chú lại sắp chết trong tay cô bé con này rồi. Ánh mắt Âu Dương Phượng Hồng đột nhiên trở nên sắc bén. Cháu dám, chú đạt kinh hãi. Xoẹt, em mờ thanh của một lưỡi dao sắc bén xuyên qua cơ thể con người. chương 357, chủ yếu vẫn là bản lĩnh của chính cô Âu Dương. Âu Dương Phượng Hồng không biết lấy dao ở đâu, không chút do dự đâm vào trong ngực chú Đạt một con dao dài gần 20 phân, cắm ngập vào trong ngực chú Đạt. Chú Đạt trợn mắt ngoác mồm, không thể tin được Âu Dương Phượng Hồng lại dám giết chết ông ta. Tay của Âu Dương Phượng Hồng nắm chặt cán dao, trên tay có chút máu phun lên, nhuộm đỏ làn da trắng mịn như ngọc của cô ta. Cho đến khi chú Đạt tắt thở, Âu Dương Phượng Hồng mới buông tay cô ra, khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười quyến rũ, nói từ bây giờ, người đứng đầu tập đoàn Phượng Hoàng vẫn là gia đình Âu Dương chúng tôi có ai có ý kiến gì không? Tất cả mọi người đều im lặng. Những người trước đây từng nịnh nọt chú Đạt, bây giờ hai chân như nhũn ra như bún, nhìn Âu Dương Phượng Hồng bằng ánh mắt kinh hãi và xa lạ, cô gái nhỏ này thật độc ác. Ngay cả Đường Tuấn và Ninh Đình Trung cũng nhìn nhau kinh ngạc. Mặc dù Âu Dương Phượng Hồng là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, nhưng họ chưa bao giờ thấy cô ta có mặt bạo lực như vậy. Ba giây sau đó, Đường Tuấn không khỏi thương tiếc cho cuộc sống tương lai của Ninh Đình Trung mọi người không có ý kiến gì là tốt rồi. Âu Dương Phượng Hồng lại cười, châm chọc nói, ai nói con gái không thể làm trưởng quản gia tóc. Nhìn đi cho quen, cô ta đưa tay ra sau, hơi run rẩy. đây là lần giết người đầu tiên của cô ta, nhưng cô ta phải làm điều đó, chỉ bằng cách này cô ta mới có thể làm cho nhóm người này khiếp sợ. Trong phòng khách của biệt thự, Đường Tuấn, Ninh Đình Trung, cha con Âu Dương Hồng Phượng cùng với Âu Dương Mạnh ngồi. Chú Đạt bị Âu Dương Hồng Phượng dùng thủ đoạn lạnh lùng giết chết, tạm thời khiến cho các vị cấp cao của tập đoàn Phượng Hoàng không còn dám có dị tâm. Tiếp đây, chỉ cần một khoảng thời gian nữa, đợi khi vết thương của hai người Âu Dương Duệ và Âu Dương Mạnh khỏi hẳn, thì có thể triệt để đè xuống những âm thanh phản đối của tập đoàn Phượng Hoàng. Cậu Đường, lần này nhà họ Âu Dương tôi may nhờ có cậu. Nếu không thật không biết nên làm cái gì." Sắc mặt Âu Dương Mạnh dễ nhìn hơn trước đó một chút. Đường Tuấn vừa mới xem qua thương thế cho hắn, dùng chân khí trải vuốt một chút khí tức hỗn loạn trong cơ thể cho hắn. Trên mặt đường Tuấn lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhìn như đang cho Ninh Đình Trung kiểm tra vết thương Âu Dương Hồng Phượng, nói chủ yếu vẫn là bản lĩnh của chính cô Âu Dương. Anh đường nói đùa rồi, Âu Dương Hồng Phượng hơi đỏ mặt nói, khẽ cười duyên, nào giống người phụ nữ trước đó động thì giết người. Đường Tuấn lắc đầu, vào lúc Âu Dương Hồng Phượng động thủ giết người, anh có chút lo lắng, sợ Ninh Đình Trung và Âu Dương Hồng Phượng không phải lương phối. Nhưng hiện tại xem ra, ngược lại là anh nhìn lầm. Đúng rồi, nhà họ Âu Dương các ông không phải có sự ủng hộ của môn phái võ thuật sao? Làm sao lần này lại xảy ra chuyện như thế? Đường Tuấn đột nhiên hỏi, người có khả năng trở thành cao thủ tông sư như Âu Dương Mạnh này, dựa theo nguyên tắc là tinh anh cốt cán của môn phái, làm sao lại bị môn phái bỏ mặc? Âu Dương Mạnh lộ ra một nụ cười khổ, nói chuyện lần này quá đột ngột, hơn nữa người của môn phái võ thuật cũng không thể trực tiếp can thiệp cuộc sống của người bình thường, nếu không thì nhất định đã có chuyện kinh thiên động địa rồi. Chương 358, tôi muốn gặp người phụ trách các cô. Đường Tuấn lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Âu Dương Mạnh tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, "Gần đây cậu Đường phải cẩn thận một chút." "Sao vậy?" Đường Tuấn nói. Vẻ mặt của Âu Dương Mạnh trở nên nghiêm nghị nói tin tức quãng thời gian trước cậu đường ở thành cổ Bắc Ninh so tài đã bị người truyền ra ngoài. Hiện tại, phải có hơn phân nửa người trong giới võ thuật đều nghe nói chuyện của cậu. Thậm chí có người đích thân lên tận phái Bát Quái để hỏi Đinh Mạnh Phúc, tiếc rằng sau khi trở về, Đinh Mạnh đã đóng cửa không ra ngoài, nghiên cứu võ thuật. Vậy thì sao? Đường Tuấn khó hiểu nói. Âu Dương Mạnh nói, "Cậu đường, thiên phú của cậu khiến người đời vô cùng khiếp sợ." Một cao thủ tông ở độ tuổi chưa đến 30 Chuyện này đặt ở những thế gia võ thuật đứng đầu và môn phái đều cực kỳ hiếm thấy. Trên đời này xưa nay không thiếu người muốn một lần thành danh, có ít người đã đánh tiếng muốn khiêu chiến với cao thủ tông sư trẻ tuổi là cậu. Thậm chí, có người nói cậu là cao thủ tông sư yếu nhất giới võ thuật hiện nay. Nói xong lời cuối cùng, Âu Dương mạnh lặng lẽ liếc nhìn Đường Tuấn, muốn từ sau trên mặt nhìn ra một chút biểu tình. Đáng tiếc khiến hắn thất vọng, trong lòng của Đường Tuấn còn bình tĩnh hơn hắn nghĩ cao thủ tông sư yếu nhất, Đường Tuấn thì thào đọc kỹ mấy chữ này. Âu Dương Mạnh nói, đây chỉ là có người đang theo hùa, cậu Đường không cần để ý. Nếu như Đường Tuấn coi như cao thủ tông sư yếu nhất, như vậy Đinh Mạnh Phúc và Thành Chiến bị anh đánh bại coi là cái gì? Tôi đã biết, Đường Tuấn cười cười, không để những chuyện này trong lòng. Nếu như thật có người coi anh thành bậc thang một lần thành danh, như vậy nhất định thất vọng. Khi đường Tuấn cơm tối với người nhà họ Âu Dương, thì đã 8 giờ tối. Ninh Đình Trung ở lại nhà họ Âu Dương nghỉ ngơi, mà Đường Tuấn thì tìm Âu Dương Hồng Phượng mượn chiếc xe, chạy tới khu phía tây của Hạ Long. Hơn nửa tiếng đồng hồ, xe dừng trong một con ngõ. Đường Tuấn đi tới tiệm bán thuốc ở đường cái đối diện. Từ bên ngoài nhìn, cửa tiệm trang trí cực kỳ lộng lẫy, bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhìn không khác gì các cửa tiệm khác. Nếu không phải nghe bà Độc nói qua, Đường Tuấn hoàn toàn không nghĩ ra căn tiệm thuốc này lại là một cái cứ điểm của bộ tộc người mèo ở Hạ Long. Xem ra thế gia võ thuật và thế lực môn phái đã sớm thâm nhập vào trong các ngành các nghề. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng, mặc dù thế gia võ thuật và môn phái vẫn coi việc luyện võ là chính, nhưng bọn họ cũng cần sinh tồn và giao lưu với ngoại giới, vậy nên cần phải có người thay bọn họ quản lý chuyện làm ăn của ngoại giới. Mà những người quản lý buôn bán này, trên cơ bản đều là đệ tử khá là không được coi trọng của môn phái hoặc thế gia. Leng ken leng ken. Đường Tuấn đẩy cửa tiệm thuốc ra chuông lục lạc trên cửa phát ra một trận tiếng vang lanh lành. Nhân viên sau tiệm thuốc ngẩng đầu, lễ phép hỏi, anh cần gì? Tôi muốn gặp người phụ trách các cô. Đường Tuấn đi đến trước mặt chương 359, Phu Hàn đã trở về bộ tộc mèo hay chưa? Nhân viên làm tư thế mời, đẩy cửa ra cho Đường Tuấn, sau đó đi ra. Đường Tuấn đi vào, lúc này mới phát hiện căn phòng này thế mà rất rộng lớn, bên trong bầy biện một cái ghế sofa bằng da thật, bàn làm việc còn có một ấm trà, Hiển nhiên là văn phòng của một nhân vật cấp cao ở công ty. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đang ngồi ở trên ghế sofa uống rượu đỏ. Quần áo của anh ta vừa nhìn là biết Âu phục có giá trị không nhỏ, cả người ngửa tựa ở trên ghế sofa, vô vùng kiểu cách. Nhìn thấy Đường Tuấn đi vào, hắn nhẹ nhàng liếc qua, sau đó thu hồi ánh mắt, nói cậu là nhà nào của dân tộc mèo. Đường Tuấn nói, nhà của bà độc. Bà độc, người đàn ông sắc mặt đột biến cả người lập tức từ trên ghế salon lông đứng lên, thân thể căng cứng, lạnh lùng nhìn đường Tuấn, nói thật chứ. Đường Tuấn gật đầu, ha ha ha, người đàn ông phát ra tiếng cười to, nói thật sự là trời cũng giúp tôi, đáng đời để cho tôi lập công. Bà độc tự tiện rời khỏi dân tộc mèo, hiện tại là kẻ thù chung của toàn bộ dân tộc mèo, cậu thế mà còn dám thay bà ấy đến, quả thực chính là tự tìm đường chết. Trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ đắc ý, anh ta xuất thân tầm thường, chỉ là một người phụ trách cấp thấp của bộ tộc người mèo ở bên ngoài, võ công cũng chỉ có nội kình trung cấp. Nếu có thể bắt người trước mắt này, hỏi ra tung tích của bà độc và bé gái nhà họ hoa kia, nói không chừng anh ta sẽ có, có, cơ hội có thể trở lại dân tộc mèo, học tập khống cổ chi thuật và võ công cao thâm hơn. Ồ, vậy sao, đường tuấn lộ ra vẻ chiêu tức. Kha kha, đáng đời tên nhóc nhà cậu. Người đàn ông cười lớn một tiếng, nhào về phía đường Tuấn, bàn tay chụp vào bả vai của đường Tuấn. Trong mắt của anh ta, đường tuấn gầy gò yếu ớt, căn bản không giống người luyện võ, bắt giữ anh đơn giản không cần tốn nhiều sức. Xác xác, khi tay người đàn ông cách đường tuấn còn mười mấy cm, đường tuấn bèn ra tay, phát sau mà đến trước, lập tức giữ lại cổ tay của đối phương. Phận một cái, cổ tay người đàn ông lập tức bị bẻ ngoặt. Cơn đau đớn kịch liệt xuất hiện, người đàn ông kêu lên tiếng, quỳ trên mặt đất. Được rồi, bây giờ tôi hỏi cái gì thì anh phải trả lời cái đó. Đường Tuấn nói. Kinh hoàng trên vẻ mặt người đàn ông, trong mắt càng viết đầy vẻ sợ hãi. Anh ta cũng không thấy rõ đường Tuấn ra tay thế nào, vậy chẳng phải là võ công của người trước mắt này ít nhất là nội công hậu kỳ. Nghĩ đến những việc này, người đàn ông đó không dám trần chờ thêm nữa, vội vàng gật đầu như bổ củi, cất lời, vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ nói hết những gì mà tôi biết. Suy cho cùng, anh ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi mà thôi, trung thành cùng cương trực đối với ông ta mà nói, nào có quan trọng bằng tính mạng của chính mình kia chứ. Vu Hàn đã trở về bộ tộc mèo hay chưa? Đường Tuấn hỏi ông ta. Từ lúc Vu Hàn rời khỏi biệt thự Green Garden tới nay cũng đã qua 10 ngày rồi. Theo lý mà nói, Vu Hàn chắc hẳn là đã trở về tộc mèo rồi mới phải, nhưng Đường Tuấn vẫn muốn xác nhận lại một chút. Người đàn ông gật đầu một cái, nói, năm ngày trước anh ta đã trở về đến tộc mèo rồi. Theo như tin tức truyền tới từ trong tộc, Phu Hàn còn mang về được thông tin của bà độc và cô gái nhà họ Hoa kia nữa, nhưng cụ thể là gì thì tôi không có quyền được biết. Chương 360, bán bộ tông sư. Anh ta cẩn thận dè dặt ngước nhìn Đường Tuấn, nói tiếp, nhưng mà nghe nói những người già ở trong tộc vô cùng tức giận, còn nói muốn bắt bà độc đem về bộ tộc người mèo để áp dụng cực hình nữa, muốn cho bà ta chịu nỗi đau đớn khi bị ngàn vạn côn trùng cắn xé. Vừa nghĩ tới chuyện bị ngàn vạn con côn trùng vây cắn, cơ thể tên đàn ông không khỏi run lên lỡ như bị người khác biết được anh ta tiết lộ tin tức nội bộ của tộc, thì hình phạt mà anh ta phải chịu chắc chắn sẽ không thoải mái hơn vạn trùng vây cắn là bao. Bộ tộc người mèo đã phái người ra ngoài rồi sao?" Đường Tuấn hỏi. Tên đàn ông lắc đầu, đáp lại, tạm thời vẫn chưa thấy gì cả. Nghe nói thiếu chủ của bộ tộc người mèo xảy ra chuyện, bây giờ toàn bộ trưởng lão vô tộc của bộ tộc người mèo đều đang nghĩ cách chữa bệnh, lấy đâu ra thời gian để mà quan tâm tới bà độc đó nữa. Ồ, trong lòng Đường Tuấn khẽ động, Đường Tuấn đã từng nghe bà độc kể về thiếu chủ của tộc mèo, nghe nói cũng thăng cấp lên đến cảnh giới tông sư vào năm 30 tuổi gì đấy. Trong cơ thể của cao thủ võ thuật thuộc cảnh giới tông sư tràn ngập chân khí, khí lực cường tráng, về cơ bản sẽ không xuất hiện bệnh nặng gì. Nhưng lần này thân thể của thiếu chủ bộ tộc người mèo lại có thể xảy ra chuyện, hơn nữa cả tộc lại còn phải cùng nhau nghĩ cách, có thể đoán ra đó tuyệt đối không phải là một căn bệnh đơn giản. Nhưng mà như thế cũng tốt. Trái lại lại giúp anh có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Ha ha ha, đi tiểu xong quả nhiên dễ chịu hơn hẳn. Cao mạnh, chúng ta uống tiếp đi. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng cười sang sảng của một gã đàn ông. Ngay sau đó, một người to lớn cường tráng, mày rậm râu dài xuất hiện ở cửa. Sắc mặt ông ta đỏ bừng, thân hình lắc lư lảo đảo, cách một đoạn xa mà vẫn có thể ngửi được mùi rượu trên người hắn. Này cao mạnh mày quỳ trên mặt đất làm gì thế tên đàn ông to lớn đó dừng lại ở trước cửa rõ ràng chưa kịp phản ứng cao mạnh chính là tên phụ trách bộ tộc người mèo đang quỳ trên đất nghe thấy vậy trong lòng thầm chửi mắng tên đàn ông cao to đó cả trăm lần mẹ nó mày nghĩ ông đây muốn quỳ hay gì không thấy là ở đây có tên sát tinh đang theo dõi hay sao ơ ờ kìa cao mạnh mày thế mà cũng mời khách tới cơ à sao không nói trước với tao một tiếng nào tới đây ba người càng tốt chúng ta cùng nhau uống rượu tên đàn ông cao lớn vừa nói vừa tiến vào bên trong phòng trên tay anh ta vẫn còn cầm một chai rượu đi đường cứ lắc lư loạng choạng nhìn cứ như sắp ngã ra tới nơi vậy đi chết đi đột nhiên hai mắt vốn lờ đờ của tên to con đó bỗng chốc sáng rực chai rượu trong tay bay thẳng về phía đầu của đường tuấn hóa ra vừa rồi là anh ta giả say muốn nhân lúc đường tuấn đang lơ là cảnh giác để bất ngờ tập kích nếu như chỉ là một cao thủ nội công tầm thường, sợ rằng đã bị đập trúng thật rồi. Nhưng đáng tiếc thay Đường Tuấn không phải là cao thủ nội công tầm thường, anh cảm ứng được khí lực, đã sớm phát hiện ra ngay từ lúc tên to con đó bước vào, da thịt bên cánh tay phải hắn căng chặt, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng đánh tới. Bang! Đường Tuấn đánh một cú trực tiếp vào cánh tay của tên to con, lực đánh ấy mạnh mẽ tới mức khiến cả người tên đó bay văng ra xa, đập vào bàn làm việc sắc mặt tên cường tráng đó biến đổi, trong con ngươi để lộ ra vẻ khiếp sợ kinh hoàng, bán bộ tông sư. Có thể hóa giải nhẹ nhàng một chiêu này của anh ta thì chỉ ít cũng phải là bán bộ tông sư. Vốn gì anh ta còn muốn chạy thoát, nhưng bây giờ trong đầu lại không còn bất kỳ ý nghĩ chạy trốn gì thêm nữa. Trước mặt loại cao thủ như thế này mà nghĩ tới bỏ chạy, thì chẳng khác nào tự sát. Người anh em này, tôi là Ngô Thịnh của Dược Y Cốc. Chỉ vô tình đi ngang qua chỗ này mà thôi, hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào. Chuyện hôm nay tôi coi như chưa nhìn thấy gì hết, thế nào? Trong thời gian ý nghĩ lưu chuyển, Ngô Thịnh đã nghĩ ra được một lý do thoái thác này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 361, vậy thì không cần anh bận tâm nữa. Anh là người của Dược Y Cốc, Đường Tuấn nhìn Ngô Thịnh, hỏi lại, trước đây anh từ chỗ Lâm Trung Hiệp biết được Dược Y Cốc và phái Thần Châm, không ngờ lần này ra ngoài lại chạm trán phải người này. Ngô Thịnh nhìn thấy có hy vọng, trong lòng lập tức vui vẻ, vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy. Nếu như là người của Dược Y Cốc, vậy anh tới đây để làm gì? Đường Tuấn hỏi với giọng lạnh lùng. Ngô Thịnh không dám giấu giếm, nhanh chóng giải thích đáp lại, là như này. Anh nhìn thoáng qua tên Cao Mạnh đang quỳ dạp trên mặt đất như một con chó chết. Trước đây, tôi nghe nói được rằng thân thể thiếu chủ của bộ tộc người mèo gặp phải vấn đề. Lần này vừa hay đi qua tỉnh Hạ Long, tôi và người anh em cao mạnh này lại có chút giao tình nên mới muốn tới thăm hỏi một phen đường tuấn khẽ gật đầu bộ tộc người mèo ở bên ngoài luôn nhờ vào việc buôn bán thuốc mà dược y cốc cũng xuất thân từ nghề làm thuốc hai bên tất nhiên sẽ có giao lưu qua lại nghe nói chỉ cần nói ra được tên dược liệu nào thì ở dược y cốc đều có thể tìm thấy câu nói này liệu có đúng hay không đường tuấn trầm ngâm một lát rồi cười nói ngô thịnh nghe thấy vậy trên mặt lộ ra vẻ tự đắc đáp lại không sai dược y cốc chúng tôi thứ khác thì không có nhiều, chứ về thuốc thì nhiều vô số kể. Cho dù là nhân sâm nghìn năm thì cũng có không ít. Người anh em này, cậu muốn mua dược liệu gì sao? Ngô Thịnh tôi có thể vỗ ngực làm chủ, giảm cho cậu 20%. Đường Tuấn cười như không cười nói, thật sao? Ngô Thịnh đáp, đương nhiên rồi. Chỉ là không biết người anh em đang cần thứ dược liệu gì mà thôi. Cỏ băng phách, có không? Đường Tuấn hỏi. Hả, Ngô Thịnh sửng sốt cỏ băng phách, đường Tuấn nhắc lại lần nữa, ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn chầm chầm vào Ngô Thịnh. Lâm Trung Hiệp từng nói qua, nếu như trên thế giới này vẫn còn cỏ băng phách như lời đồn thì chỉ có phái thần châm và dược y cốc mới có. Cỏ băng phách có liên quan tới bệnh của Hoa Tiểu Nam, chẳng trách khiến anh không khỏi khẩn trương. Cỏ băng phách, Ngô Thịnh nhân mày suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng đầu, nói tôi nhớ ra rồi. Tôi từng nghe được một trưởng lão ở môn phái đã nhắc tới thứ dược liệu này trong một lần uống say chỉ là thời gian lâu rồi ngọn cỏ băng phách này không hợp điều kiện vì vậy hình như đã mất đi phần lớn dược tính rồi bây giờ nó đang được để ở trong phòng chứa thuốc của dược y cốc không bán ra ngoài đâu nếu như người anh em định mua cỏ băng phách này tôi khuyên cậu nghĩ cũng đừng nghĩ tới nữa trong con người đường tuấn lộ ra nét vui mừng không ngờ rằng dược y cốc thực sự có loại dược tên cỏ băng phách này về phần nó có tác dụng hay không cứ lấy được nó đã rồi hãng tính ô oh lẽ nào dược y cốc các người không muốn kiếm tiền hay sao? Đường Tuấn nói. Ngô Thịnh lúc này hơi bối rối, lắc đầu nói, thứ này không giống. Những dược liệu được cất giữ ở trong phòng chữ thuốc đều là bảo vật trong cốc, ở bên trong có rất nhiều loại dược liệu mài trên thế giới đã tuyệt chủng cả rồi. Giống như cỏ băng phách đấy, trưởng lão đấy đã từng nói qua, rất có thể ngọn cỏ băng phách đó chính là ngọn cỏ cuối cùng còn sót lại trên thế giới này rồi. Thế nên, tôi vẫn khuyên cậu là từ bỏ cái ý nghĩ ấy đi, trưởng lão và cốc chủ sẽ không đem chương 362, anh có thể nói cụ thể hơn không? Má ơi, vừa rồi suýt chút nữa là chết rồi, quần áo cao mạnh đều ướt đẫm. Ngô Thịnh cũng gật đầu, cảm giác mạng sống nhỏ nhoi bị người ta cầm nắm thật sự rất khó chịu. Đúng rồi, bây giờ, chúng ta phải làm sao đây? Phải phản ứng thế nào với phái ngân môn đây? Cao Mạnh hỏi. Mẹ nó, anh có muốn chết thì cũng đừng liên lụy tới tôi. Ngô Thịnh cầm quyển sách đập lên người Cao Mạnh, rồi nói anh và tôi nói chuyện của trong môn phái ra ngoài nhiều như vậy. Nếu phái ngân môn truy cứu xuống, đến lúc đó, cả tôi và anh dù có đường sống thì cũng khó tránh khỏi phải chịu thiệt một phen. Cao Mạnh nghĩ tới những trừng phạt của phản đồ trong tộc, hoàn toàn bị dọa tới run rẩy toàn thân, vội vàng nói, vẫn là anh suy nghĩ chu đáo. Vậy chúng ta cứ tính như vậy sao? Trong mắt Ngô Thịnh hơi lóe ra ánh sáng mưu mô, nói, hừ. Sao có thể tính như vậy được chứ? tôi thấy tên kia chắc là nhất định phải có cỏ băng phách, đến lúc đó, chắc chắn anh ta sẽ tự mình vào dược y cốc. Chỉ cần anh ta dám vào trong cốc xin thuốc, ha, người nắm đằng chui còn không phải là nằm trong tay dược y cốc của tôi hay sao? Muốn tra tấn anh ta thế nào cũng đều có thể. Cao Mạnh đập bộp lên đùi, nói, đúng, đúng rồi, đúng rồi. Đến lúc đó, anh nhớ quay video lại cho tôi xem. Ông đây sống tới bây giờ còn chưa chịu oan ức như vậy đâu. Có được cỏ băng phách và tin tức của dược y cốc, tâm trạng của Đường Tuấn cũng tốt hơn không ít. Lái thẳng một đường trở lại biệt thự nhà Âu Dương, anh vừa bước xuống xe, điện thoại lập tức vang lên. Nhìn dãy số này là một dãy số vô cùng xa lạ. Alo, xin chào, Đường Tuấn nhận điện thoại. Anh Đường à, là tôi, Mao Lương, tiếng nói của Mao Lương từ bên kia điện thoại truyền tới. Ồ là anh à, sao vậy? Chẳng lẽ chứng đau đầu lại tái phát rồi sao? Đường Tuấn hỏi thăm. Mao Lương nói tiếp, không phải đâu. Vào buổi sáng, sau khi anh Đường châm cứu cho tôi xong, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất tỉnh táo. Nga cả dấu hiệu nhức đầu cũng không có. Mao Lương nói tới đây, trong giọng nói càng lộ ra vẻ cảm kích. Vốn gì anh ta đau đầu phải ba bốn lần một ngày, nhưng hôm nay, sau khi Đường Tuấn xem bệnh nhức đầu xong thì đến tận bây giờ cũng không có bị lại. Là như vậy, có một chuyện, tôi cảm thấy phải nói với anh Đường một chút. Sọng điệu của Mao Lương trở nên nặng nề hơn. Ngay vừa rồi, cậu chủ Diệp Thanh Phương của tập đoàn Nam Nhật tới tìm tôi, nói là có chuyện muốn hợp tác với tôi. Tôi nghe nói anh Đường cũng có nhiều mối quan hệ với tập đoàn Nam Nhật, cho nên muốn nói với anh một chút." Mao Lương nói. Đường Tuấn nghe vậy, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh, nói: "Anh có thể nói cụ thể hơn không?" Sau khi nhận xong điện thoại của Mao Lương, tâm trạng Đường Tuấn bỗng nhiên nặng nề hơn. Thật ra, Chuyện Mao Lương nói vô cùng đơn giản, Diệp Nam Nhật dự định kéo Mao Lương hoặc đúng hơn là tập đoàn Hoa Vĩ phía sau Mao Lương. Chuyện này không thể nghi ngờ là dẫn sói vào nhà, Diệp Thanh Phương cũng biết, vậy ông ta làm như thế thì dụng ý đã rất rõ ràng, ông ta muốn trộn lẫn hết tất cả cổ phần của mọi người, bao gồm cả Đường Tuấn. Nếu như lần này không nhờ Mao Lương nhắc nhở, chỉ sợ anh vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Chờ khi tập đoàn Hoa Vĩ nổi lên, anh sẽ rơi vào vị thế bị động. Cuối cùng Mao Lương mới nói, tôi tạm thời còn chưa đồng ý với Diệp Thanh Phương, nhưng hình như người trong trụ sở chính của tập đoàn Hoa Vĩ rất động tâm. Có lẽ trong khoảng thời gian này sẽ đưa ra quyết định. Chương 363. Có lẽ tôi phải tìm cơ hội để nói chuyện với chú Diệp rồi. Trong mắt Đường Tuấn lóe ra luồng ánh sáng bén nhọn. Cả đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, Âu Dương Hồng Phượng đã hoàn toàn nắm trong tay tập đoàn Phượng Vũ. Mặc dù thân thể của Âu Dương Duệ đã dần chuyển biến tốt hơn, nhưng hiển nhiên đã đủ cô ta tiếp nhận. Còn chuyện của Âu Dương Hồng Phượng và Ninh Đình Trung, Âu Dương Duệ rất cởi mở, cũng không có can thiệp vào, cũng vì vậy mà giảm bớt một hồi miệng lưới của Đường Tuấn. Sau khi ăn xong một bữa cơm thường với người nhà Âu Dương, xế chiều hôm đó, Đường Tuấn đã tự mình rời khỏi thành phố. Mà Ninh Đình Trung thì lấy lý do Âu Dương Hồng Phượng khuyên nên ở lại. Đường Tuấn dĩ nhiên rất vui, chỉ nói cho Ninh Đình Trung biết hai ngày nữa, thuốc thông thần và bột tuyết cơ sẽ chính thức được tiêu thụ. Khâu tiêu thụ là một khâu vô cùng quan trọng, anh nhất định phải gấp gáp trở về. Mập mạp cười đồng ý. Một mình lái xe rời khỏi thành phố, chờ lúc xe dừng lại, Đường Tuấn mới nhận ra vậy mà trong lúc bất chi bất giác đã đi tới bệnh viện nhân dân số 1. Đã tới rồi, vậy cứ vào xem thử đi. Đường Tuấn xuống xe, cũng muốn đi tìm mộ dung lan tâm sự. Mấy ngày này, Hình Công Huy đã ra viện, ngoại trừ ban đầu gặp mặt được hai lần. Đường Tuấn cố gắng lựa chọn đường để không gặp ông ta, mà Hình Công Huy cũng giống vậy, hai người hình như cũng duy trì một loại ăn ý khó nói ra. Đường Tuấn quen cửa quen nẻo đi vào văn phòng của Mộ Dung Lan. Bởi vì chuyện lần trước của Hình Công Huy, Mộ Dung Lan được thăng lên làm chủ nhiệm, đã có văn phòng riêng. Đường Tuấn vừa định gõ cửa, trong văn phòng đã truyền ra giọng nói vô cùng trầm thấp. "Em gái à," làm như vậy cũng là vì nghĩ tới chuyện hạnh phúc cả đời này của em nhà họ nhan là nhà quyền quý tài sản hậu hĩnh sau khi cậu nhan du học trở về muốn trình độ có trình độ muốn bối cảnh có bối cảnh vô cùng xứng với em anh thực sự không hiểu em sao em còn do dự tiếng nói của một người đàn ông vang lên ha ha xứng sao là xứng với anh mới đúng chứ nhan minh có tính tình thế nào cái người bạn bè xấu này của anh chắc anh phải rõ hơn em chứ mượn thế lực của nhà họ Nhan để đạt tới mục đích của bản thân mới là chuyện anh muốn. Về phần cô em gái như em, có khi nào người anh trai như anh xem xét chuyện cả đời cơ chứ?" Tiếng nói của Mộ Dung Lan truyền ra, bên trong giọng nói truyền ra ý lạnh và thất vọng. "Mộ Dung Lan," tiếng nói của người đàn ông trở nên tức giận lên, "nói trước kia có ông ngoại cưng chiều em mới có thể để em tùy ý như vậy. Bây giờ, ông cụ đã chết rồi, em cho rằng còn người làm chỗ dựa cho em nữa sao?" Tóm lại một câu em nhất định phải gả cho Nhan Minh, anh và cha đều đã bàn xong thời gian với người nhà họ Nhan, đó là vào một tháng sau. Một tháng, không phải cha đã đồng ý cho em thời gian nửa năm hay sao? Tiếng nói của mộ dung lan rõ ràng lộ ra vẻ hoảng sợ. Hừ, nửa năm có khác gì một tháng, sớm ngày gả đi để tránh cho em trở thành con yêu thiêu thân gì đó. Tiếng nói của người đàn ông vô cùng lạnh lùng. Kéo kẹt, đường Tuấn nghe tới đó, đẩy thẳng cửa văn phòng vào. Cửa phòng chỉ khép hờ, cũng đỡ cho anh phải gõ cửa một hồi. Tôi làm chỗ dựa. Chương 364 mà cậu đây, cũng xứng à. Đường Tuấn nhún vai, đi thẳng tới bên cạnh Mộ Dung Lan rồi ngồi xuống, nói tôi là bạn trai của Mộ Dung Lan. Lúc nói chuyện, Đường Tuấn đã cầm tay Mộ Dung Lan, tay của cô gái nhỏ lạnh buốt, hình như hơi sợ hãi. Anh nói cái gì? Tiếng của người đàn ông hơi nâng lên. Đường Tuấn khinh bỉ liếc mắt nhìn người đàn ông trả lời, còn muốn tôi nói lại lần nữa à? Tôi nói, tôi là bạn trai của bác sĩ Mộ Dung. Mộ Dung Lan, em lớn mật lắm, người đàn ông giống lên, trên mặt nổi đầy gân xanh, lộ ra vẻ tức giận không thôi. Gương mặt người đàn ông tràn đầy tức giận, ánh mắt sắp phun ra lửa đến nơi, anh ta nhìn Mộ Dung Lan chầm chầm, nói, những gì anh ta nói đều là thật sao? Mộ Dung Lan muốn chối, cô không thể để cho đường Tuấn đối diện với tình hình hiện giờ của gia đình mình được, cô đương nhiên là hiểu rõ để đạt được mục đích thì cho dù là bố mình hay bạn bè thân thích đi trang nữa thì chuyện gì cô cũng thể làm được năm đó ông ngoại cô mất nguyên do chắc cũng phải liên quan đến cậu của cô nhưng đường tuấn vẫn nắm chặt tay cô hơi ấm từ lòng bàn tay anh tỏa ra càng khiến cô không muốn làm tổn thương anh cô ngẩng đầu lên nhìn đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt anh trai mình nói đúng vậy mày người đàn ông đó đứng người nét mặt càng tức giận Mấy giây sau, anh ta cũng bình tĩnh trở lại, lại ngồi xuống. Anh ta nhìn đường Tuấn, hỏi chính thức làm quen với anh, tôi là Mộ Dung Hà, anh trai của Mộ Dung Lan. Tôi là đường Tuấn, đường Tuấn đáp. Mộ Dung Hà cười lạnh, nhìn đường Tuấn, nói trong ngoại hình cậu thế này chắc phải trẻ hơn em gái tôi mấy tuổi chứ nhỉ. Không biết bây giờ cậu đang làm gì, làm bác sĩ chủ trị ở bệnh viện nào đó hay là doanh nhân của một công ty nào chăng? Đường Tuấn cười cười, lắc đầu, đều không phải, Nói đúng ra thì bây giờ tôi vẫn còn chưa có việc làm, đang thất nghiệp đây. Hai, được rồi, trước đây ở đại học Vinh tôi cũng đã từng làm nhân viên quản lý ở thư viện, nếu nói như vậy thì cũng coi như đã từng có kinh nghiệm làm việc rồi nhỉ. Mộ Dung Hà nghe thế thì sững sờ, lúc trước anh ta còn nghĩ nếu là do mắt Mộ Dung Lan chọn thì người đàn ông con bé thích chắc cũng không đến nỗi nào. Không ngờ lại tìm được một thằng vô tích sự như vậy, lại còn thất nghiệp ăn không ngồi rồi, đã thế còn không biết xấu hổ khai tuồn tuột ra nào là nhân viên quản lý ở thư viện gì chứ bảo vệ đứng canh cửa nhà họ mộ dung lương còn cao hơn tên này gấp mấy lần ha ha thì ra là một thằng vô công rồi nghề ăn bám à mộ dung hà cười lạnh một chút hảo cảm dành cho đường tuấn cũng bay sạch sẽ luôn anh ta mỉa mai cậu nói xem người như cậu đây có xứng với em gái tôi không tài sản gia đình tôi hàng ngàn tỷ người nào người nấy trong nhà đều là thương nhân ai ai cũng đều có sự nghiệp ai ai cũng tài giỏi mà cậu đây, cũng xứng à. Mộ Dung Hà, anh đừng có quá đáng. Mộ Dung Lan lên tiếng, cô vẫn chưa nói những chuyện liên quan đến mình cho Đường Tuấn, và lại cô cũng sợ gây ra áp lực lớn cho Đường Tuấn. Mộ Dung Hà cười nhạt, nói anh chỉ nói đúng sự thật thôi. Em nhìn bộ dạng cậu ta xem, đừng nói là so với nhan minh, đám kẻ hầu người ở nhà chúng ta còn giàu hơn nó hàng trăm lần. Anh thực sự không tài nào hiểu nổi sao em lại thích một người như thế. Hay là thế này, em cố ý tìm một thằng ăn mày đầu đường xó chợ để chọc tức anh với bố à. Trường 365 một nghìn tỷ. Anh ta lấy từ trong túi ra một tấm chi phiếu còn trống, sau đó ném thẳng vào đường Tuấn, nói, vai diễn của mày đến đây là kết thúc, mày tự điền số vào tờ chi phiếu này rồi mau phắn đi cho tao, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tao nữa. Mộ Dung Hà, anh đang làm gì thế? Mộ Dung Lan hét toáng lên, cô đã cố gắng bình tĩnh rồi nhưng giờ cứ thế mà xả ra, cô thực sự tức giận lắm rồi. Cô nói với Đường Tuấn, Đường Tuấn, anh đừng để ý đến anh ấy. Anh ra ngoài đợi em một lát, chuyện ở đây cứ để cho em xử lý. Với cô, tuy rằng y thuật của Đường Tuấn không tồi chút nào, mới bắt đầu vào nghề nên vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Nhưng so với nhà mộ dung cô thì đúng là đũa mốc mà đòi tròi mâm son. Đường Tuấn lắc đầu, cầm lấy tấm chi phiếu kia, nhìn mộ dung hà, hỏi tôi có thể điền bao nhiêu cũng được sao. Mộ Dung Hà cười đắc ý, liếc sang mộ Dung Lan, ánh mắt đầy mỉa mai, cứ như đang kháy, xem kìa, đây là người đàn ông mà em chọn đấy. Chỉ có tí tiền đã đuổi được rồi. Nói đoạn, anh ta gật đầu nói, đương nhiên rồi. Cứ điền vào đấy, chút tiền mọn đấy tẹo nữa nhà chúng tôi khác cầm ra cho. Ừ, đường Tuấn Hờ hững đáp, sau đó tiện tay lấy bút viết lên tấm chi phiếu. Cả mộ Dung Lan cũng lo lắng không kém, cô cũng sợ mình đã nhìn lầm đường Tuấn rồi. Xoẹt xoẹt mấy cái, Đường Tuấn đưa tấm chi phiếu cho Mộ Dung Hà, nói, viết xong rồi đấy, anh xem đi. Còn nữa, tôi chỉ thích dùng tiền mặt, tốt nhất là các anh chuẩn bị nhanh lên, tôi không dỗi hơi ở đây chơi với các anh đâu. Trong lòng Mộ Dung Hà hơi tức giận, anh ta vẫn liếc tấm chi phiếu xem sao. Sau đó sắc mặt anh ta lập tức trở nên rất khó coi. Nhìn tấm chi phiếu viết đầy đủ 11 con số 0, còn có một số 1. Một. một nghìn tỷ. Đường Tuấn viết một nghìn tỷ lên chi phiếu. Mẹ nó, Đường Tuấn, mày đùa tao à? Mộ Dung Hà nghiến răng nghiến lợi nói, mặt anh ta tái mét. Đường Tuấn nhún nhún vai, nói tôi đùa anh làm gì? Không phải anh bảo tôi là muốn viết bao nhiêu cũng được à? Tôi đã trưng cầu ý kiến của anh rồi đấy. Mộ Dung Hà cạn lời, mặc dù tài sản nhà họ Mộ Dung có cả nghìn tỷ, nhưng đó là tính cả rất nhiều bất động sản và tiền trong ngân hàng, nói chính xác muốn lưu động được tiền mặt thì cũng cỡ vài tỷ thôi. Đừng bảo là một nghìn tỷ, một trăm tỷ họ cũng không rút được. Ha ha, mộ dung lan vốn dĩ còn đang lo lắng thì bây giờ bật cười thành tiếng. Trái tim cô cũng ấm áp hơn, ít ra bên cạnh cô vẫn còn có người này là đáng tin. Suy, tôi còn tưởng anh giàu có nhiều tiền lắm cơ, hóa ra cũng chỉ là con sói giả bộ đuôi to. Đã không đem được tiền đến đây rồi thì phắn nhanh đi đừng thù lù ở chỗ này chướng mắt tôi, đường Tuấn cười lạnh nói. Bấy giờ mộ dung hà mới hiểu ra đường Tuấn đang đùa anh ta, anh ta xé nát tấm chi phiếu, ung dung lạnh lùng nói, đến ngần này tuổi rồi mà chưa có ai dám ăn nói kiểu này với tôi đấy. Tôi ra lệnh cho cậu lập tức rời khỏi mộ dung lan nhà chúng tôi ngay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa, nếu không tôi sẽ cho cậu hối hận cả đời. Đường Tuấn cũng đứng dậy, đối mặt với mộ dung hà, cũng lấy bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, Trông chẳng đùa tẹo nào nói, tôi cũng nói nốt câu cuối cùng, bây giờ anh lập tức cút ra ngoài cho tôi. Nếu không tôi cũng sẽ khiến cho anh hối hận cả đời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 366, người đó tên là Nhan Minh sao? Mộ Dung Hà khoanh tay, hỏi, để tôi xem xem cậu làm thế nào để cho tôi phải hối hận hả? Hả, cậu định làm gì tôi? Anh ta còn chưa nói hết câu thì đã bị Đường Tuấn túm cổ áo, nhấc bổng người lên cứ như vừa nhấc con búp bê vải lên vậy. Dầm, mở cửa, đường Tuấn vung tay ném thẳng mộ dung hà xuống đất. Bấy giờ đang là giờ cao điểm ở bệnh viện, ngoài hành lang biết bao nhiêu người đi qua đi lại. Vừa khéo lại nhìn thấy mộ dung hà bị đường Tuấn sách cổ ném ra ngoài, chẳng khác nào vừa ném một bịch rác. Mộ dung hà không biết phó công, chỉ cảm thấy người mình đau nhức toàn thân. Nhưng điều khiến anh ta khó chịu hơn là ánh mắt kỳ quái của bác sĩ, y tá, bệnh nhân xung quanh anh ta, cứ như đang cười nhạo anh ta vậy. Anh ta đường đường là cậu chủ của nhà họ Mộ Dung, có bao giờ lại bị người ta đối xử như thế này cơ chứ? Trong lòng anh ta càng thêm căm ghét đường Tuấn. Thằng đường Tuấn kia, mày sẽ phải hối hận. Mộ Dung Hà giấy ruộ, ánh mắt căm thù như muốn xẻ gan nuốt thịt kẻ thù. Mộ Dung Hà hận không thể giết chết đường Tuấn ngay lập tức, nhưng anh ta biết mình không phải là đối thủ của đường Tuấn. Anh ta ham mê gái gú, cơ thể này đã sớm bị mục ruỗng rồi, đừng nói là đường Tuấn, chỉ một thanh niên 20 tuổi thôi cũng đủ đập cho anh ta một trận tơi bời. Được rồi, tao nhớ chúng mày đấy." Mộ Dung Hà nghiến răng kèn kẹt nói, "Thế nhưng mày cũng nhớ lấy, lấy đứa con gái nhà Mộ Dung chúng tao về nhà cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì đâu." Sứt lời, anh ta chật vật lê lết đi khỏi đây. Sau khi Mộ Dung Hà rời đi, Đường Tuấn mới nhìn về phía Mộ Dung Lan nói, "Ra ngoài đi dạo một chút nhé, anh không nghĩ là em còn tâm trạng đi làm đâu." mộ dung lan nhẹ nhàng gật đầu không biết có phải vì lúc nãy đã nói ra quan hệ giữa hai người hay không mà lúc này mộ dung lan vô cùng mạnh dạn khoác lấy tay của đường tuấn khiến tất cả bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều phải kinh ngạc đôi má của cô đỏ lên như quả táo nhưng cũng không hề có ý bỏ tay ra phía sau bệnh viện có một công viên là nơi đi dạo dành cho bệnh nhân và nhân viên của bệnh viện đường tuấn và mộ dung lan cùng nhau đi trên con đường lát đá cuội em xin lỗi nhìn thấy đường tuấn có vẻ trầm mặc mộ dung lan như đang sợ đường tuấn giận mình nên chủ động nói em không nên giấu anh những chuyện này nguyên nhân chính khiến em ra khỏi nhà thực ra là vì người trong nhà đã ước định hôn nhân cho em nhưng em không thích người đó đường tuấn nói người đó tên là nhan minh sao mộ dung lan gật đầu nói ừm nhà họ nhan và nhà họ mộ dung thường xuyên làm ăn qua lại với nhau mấy năm nay việc làm ăn của nhà họ mộ dung xảy ra chút vấn đề Vậy nên gia đình muốn gả em cho Nhan Minh để nhà họ Nhan có thể giúp nhà họ Mộ Dung vượt qua những khó khăn này. Vốn dĩ sinh ra trong một gia tộc lớn như nhà họ Mộ Dung, Mộ Dung Lan cũng biết hôn nhân của mình không thể nào do chính mình làm chủ được. Nhưng nếu như đối phương là một người khác thì không sao cả, mà đằng này. Chương 367, anh chưa chết, anh đã nhảy ra rồi. Mộ Dung Lan cắn môi nói, "Ừm, nhà họ Nhan là một gia tộc lớn ở Hà Nội." Mặc dù không phải là gia tộc giàu nhất ở đó, nhưng quan hệ và xuất thân đều rất vững chắc. Cô không dám nói thế lực của nhà họ Mộ Dung lớn mạnh như thế nào, sợ đánh mất lòng tự tin của Đường Tuấn. Nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc suy tư của Đường Tuấn, Mộ Dung Lan cười khổ, thực ra anh không cần vì em mà làm như vậy đâu. Lần này anh trai em trở về chắc chắn sẽ nói chuyện này với những người trong nhà, đến lúc đó người nhà họ Nhan nhất định cũng sẽ biết, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Đường Tuấn cười nói, "Bây giờ anh chỉ nghĩ rằng làm bạn trai của em không hề dễ dàng chút nào. Nhưng mà, không ai có thể cướp bạn gái của Đường Tuấn anh được đâu. Cho dù là nhà họ Mộ Dung hay nhà họ Nhan đều không được." Anh vừa nói vừa ôm chặt eo của Mộ Dung Lan lại. Lúc này Mộ Dung Lan đã cởi áo khoác trắng ra, thân trên mặc một chiếc áo sơ mi dệt màu trắng còn thân dưới là một chiếc quần jean lưng cao, làm lộ ra thân hình yêu kiều một cách hoàn hảo. Nhan sắc của cô vốn đang ở mức đỉnh cao, nhưng bây giờ cô lại càng trở nên quyến rũ hơn. Thật ra anh cũng có một chuyện đang giấu em, là chuyện liên quan đến thân phận của anh." Đường Tuấn đột nhiên nói. Mộ Dung Lan hơi đỏ mặt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nói: "Gì vậy? Chẳng lẽ anh muốn nói với em rằng, thực ra anh cũng là con trai của một gia tộc lớn, ra ngoài để trải nghiệm vị khổ của cuộc sống nhé?" Cô chỉ muốn nói đùa một câu, nhưng Đường Tuấn lại nghiêm túc gật đầu, nói: "Anh lúc trước đúng là con trai của nhà giàu có." nhưng ra ngoài không phải để trải nghiệm vị khổ của cuộc sống anh nhìn thẳng vào mộ dung lan nhấn mạnh từng chữ anh tên đường tuấn ông nội của anh là đường hạo mộ dung lan vốn tưởng đường tuấn đang nói đùa nhưng nhìn gương mặt kiên định và nghiêm túc của đường tuấn đột nhiên cô nhớ lại cảnh lúc trước đường tuấn chữa bệnh cho trần nhật minh và hình công huy đương nhiên là cô có rất nhiều thắc mắc về đường tuấn chẳng hạn như anh học y thuật ở đâu cô biết rằng y thuật cũng giống như võ thuật đều cần có một người sư phụ dẫn dắt nếu không thì chỉ dựa vào đọc sách cũng không thể nào học được. A, à, tất cả những điều thắc mắc liên kết lại với nhau, Mộ Dung Lan không hề nghi ngờ gì về lời nói của Đường Tuấn, bàn tay nhỏ của cô đưa lên che miệng lại, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô đương nhiên đã từng nghe nói về nhà họ Đường, đó là một gia tộc y học cổ truyền nổi tiếng giống như nhà họ Hoa, nơi mà ông ngoại của cô là Hoa Đình Phong từng ở, ông cụ Đường Hạo đã hành nghề y hàng chục năm, ông có y thuật phi thường, y đức của ông cũng khiến nhiều người kính phục cũng là một người mà cô rất ngưỡng mộ nhưng bây giờ cháu trai của đường hảo đã xuất hiện trước mặt cô không những vậy mà còn trở thành bạn trai của cô chuyện này giống như một trò đùa của số phận vậy anh không phải anh mộ dung lan như nhớ ra chuyện gì đó nói thất thanh cô nhớ tới nội dung trên báo một khoảng thời gian trước lúc đó cô còn cảm thấy vô cùng tiếc vì y thuật của ông cụ đường không có ai thừa kế đường tuấn cười khổ nói anh chưa chết anh đã nhảy ra rồi Mộ Dung Lan thu lại vẻ mặt kinh ngạc của mình, vuốt ve gương mặt kiên quyết của Đường Tuấn, nói: "Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi." Lúc này trong lòng cô không ngừng mắng mình vài câu, chẳng trách cô luôn cảm thấy tên Đường Tuấn này quen đến như vậy, như thể đã từng nghe ở đâu rồi, hóa ra anh chính là cháu của ông cụ Đường Hạo. Không có người đến quấy rầy, Đường Tuấn và Mộ Dung Lan tìm một chỗ ngồi xuống, Đường Tuấn kể đại khái câu chuyện bọn họ trốn khỏi nhà họ Đường chương 368, thiếu chủ của dân tộc mèo bị bệnh rồi. Không ngờ trong nhà họ đường lại xảy ra chuyện như thế này. Mộ Dung Lan tức giận nói, trên báo lúc nào cũng đưa tin bậy bạ. Không chỉ riêng cô mà cả nước Việt Nam, nhiều người từng nhận được ân huệ của đường hạo đều không biết gì cả. Đường Tuấn ngẩng đầu lên nhìn trời, nói, một ngày nào đó mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. Anh nhìn về phía mộ Dung Lan, nói, vậy tiếp theo em có muốn trở về không? mộ dung lan cắn môi gật đầu nói chắc em phải về một chuyến nhưng anh yên tâm em sẽ không kết hôn với nhan minh đâu em biết anh muốn cùng em trở về nhưng bây giờ thân phận của anh rất nhạy cảm tạm thời không thể đến nhà họ mộ dung đường tuấn suy nghĩ một chút nhưng cũng chỉ có thể gật đầu mấy ngày nay anh vẫn có việc cần phải làm đúng là anh không thể cùng mộ dung lan trở về hơn nữa trong những ngày qua anh đoán rằng đường quang hòa cũng sắp biết tin anh đang ở thành phố vinh anh không thể nào để Mộ Dung Lan liên lụy vào chuyện này được. Cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì thì liên hệ với anh ngay lập tức." Đường Tuấn nắm lấy tay của Mộ Dung Lan, khẽ nói, "Người đàn ông mà em yêu không hề vô dụng, anh có khả năng bảo vệ được em." Mộ Dung Lan nghe được những lời này, không khỏi liếc Đường Tuấn một cái, nhưng hai má lại ửng hồng lên, giống như những đám mây đẹp nhất trên bầu trời. Đường Tuấn nhìn đến mê mụi, cúi đầu xuống, hôn lên môi cô một cái. Mộ Dung Lan hơi sững người, hai má càng đỏ hơn, nhưng không hề đẩy anh ra, mà ngược lại còn ngại ngùng đáp trả lại. Bốn cánh môi mỏng tiếp xúc với nhau, quấn lấy nhau. Trong mắt họ chỉ còn có nhau, đến nỗi quên cả thời gian. Sau khi cùng Mộ Dung Lan xong, Đường Tuấn trở về biệt thự số một công viên xanh. Bà Độc và Hoa Tiểu Nam đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Mọi việc diễn ra tốt đẹp chứ? Bà Độc hỏi. Đường Tuấn ngồi xuống, nhận lấy ly trà do chính tay hoa tiểu nam pha nói vâng tôi đến cứ điểm dân tộc mèo ở thành phố hạ long cũng đã gặp cao mạnh bà độc nói ừ người phụ trách dân tộc mèo ở thành phố hạ long đúng là cao mạnh thế nào có nghe tin tức gì không đường tuấn liếc hoa tiểu nam một cái nói thiếu chủ của dân tộc mèo bị bệnh rồi bà độc hơi xứng người sau đó lại lộ ra vẻ vui mừng nói ha 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 thì ra ông ta cũng có ngày hôm nay à dùng cách như vậy để tăng cấp lên cao thủ tông sư không mắc bệnh mới là ấy chẳng lẽ phương pháp thăng cấp tông sư của anh ta rất đặc biệt sao? Đường Tuấn nghe vậy cảm thấy hứng thú hỏi anh vẫn luôn cho rằng võ đạo chỉ có thể thăng cấp bằng cách siêng năng khổ luyện và dựa vào thiên phú có sẵn ngoài ra không còn cách nào khác khi nói đến những chuyện này Đường Tuấn lại không nghĩ tới bản thân anh thăng trước tông sư cũng cực kỳ khác so với người bình thường chương 369 nhưng đằng Vũ Vân quả thật đã làm được. Bà độc cười lạnh, nói, đương nhiên rồi, nếu như không dùng phương pháp đặc biệt thì cho dù tốn hơn 100 năm nữa cũng đừng mơ tưởng tiểu quỷ kia có thể thăng cấp tông sư được nếu chỉ dựa vào chút trí tuệ đấy. Trên mặt bà ta bỗng nhiên lộ ra vẻ oán hận sâu sắc, nói tiểu quỷ đằng thiên kia trời sinh khuyết thiếu kinh mạch, căn bản không thể dung nạp được chân khí. Năm đó bố anh ta là đằng Vũ Vân nhớ tới một phương pháp ác độc trong sách cổ của dân tộc mèo, vì để bù đắp khuyết điểm này cho con trai mình mà ông ta dám dùng não tủy của người sống để nuôi cổ trùng. Năm ấy bố của Tiểu Nam phát hiện ra bí mật của ông ta nên đã lập tức ra tay trừng phạt bắt ông ta dừng hành vi ác độc này lại, nhưng sau này, sau khi bố mẹ Tiểu Nam mất tích, Đằng Vũ Vân không còn kiêng nể gì nữa. Lúc bà rời khỏi dân tộc mèo, nghe nói ông ta đã dùng não tủy của 50 người để nuôi cổ trùng, trong đó có mấy người còn là đời sau của dân tộc mèo nữa. Vì con trai của mình, ông ta cũng không thèm để ý đến cả tương lai của dân tộc mèo nữa rồi. Đường Tuấn nghe thấy vậy, ra đầu lập tức tê dại, khí lạnh lan tràn từ dưới chân lên đến đỉnh đầu. Việt Nam có một món ăn khá đáng sợ, đó là ăn sống ốc khỉ. Nghe tên món ăn này đã thấy cực kỳ tàn nhẫn rồi. Lột óc ra lúc con khỉ còn chưa chết, sau đó dùng dầu ăn dưới lên. Đang Vũ Vân dùng phương pháp nuôi dưỡng cổ trùng này cơ hồ không khác gì ăn sống ốc khỉ cả, có thể nói còn tàn nhẫn hơn cả ăn sống ốc khỉ khuyết thiếu kinh mạch ư, đây là bệnh bẩm sinh đã có rồi, dựa vào cổ trùng làm sao có thể bù đắp được. Đường Tuấn hỏi, xuất thân từ gia đình theo nghề trung y, anh hiểu rõ bài bản hơn so với người bình thường về kinh mạch trên cơ thể người, kinh mạch là do trời ban tặng, làm sao có thể giống như trong tiểu thuyết viết vì tiện tìm cách nào đó là có thể bổ sung được. Bà độc lắc đầu, nói, bà cũng không hiểu, nhưng đằng Vũ Vân quả thật đã làm được. Bà cười khẩy nói, thật buồn cười những người không rõ chân tướng bên ngoài kia còn tưởng rằng tiểu quỷ võ đạo đằng thiên có thiên phú kinh người như thế nào lại không biết anh ta đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế nào mới được như bây giờ nhưng những chuyện làm tổn hại đạo đức này cũng chỉ có bố con nhà họ đằng bọn họ mới làm được thôi kha kha bây giờ nhìn lại thật đúng là hợp với câu nói cổ kia không phải là không có báo ứng chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi ban đầu nếu không phải bà và tiểu nam chạy trốn nhanh chỉ sợ ngay cả tiểu nam cũng bị bố con nhà họ Đằng bọn họ bắt đi cho cổ trùng ăn rồi. Bây giờ quả báo cuối cùng cũng đến, coi như là nhà họ Đằng bọn họ tự chuốc lấy diệt vong, tốt nhất là để cho lão quỷ Đằng Vũ Vân kia không còn đời sau nữa đi." Bà độc âm trầm nói. Đường Tuấn thở phào một hơi, anh không biết phương pháp này không tổn hại đến đạo đức hay không, nhưng anh có thể đoán được dựa vào phương pháp này để thăng chức tông sư cảnh thì tuyệt đối để lại di chứng rất lớn. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến thiếu chủ dân tộc mèo Đằng Thiên đột ngột phát bệnh. Đây hẳn là tin tốt với các người, ít nhất trong khoảng thời gian kế tiếp, người của dân tộc mèo sẽ không tới tìm các người gây phiền toái nữa." Đường Tuấn nói. Bà độc lại lắc đầu, nói chưa thể nói trước được. "Cháu không biết tuy rằng đức hạnh của lão quỷ Đằng Vũ Vân kia không được tốt lắm, nhưng một thân võ công cùng cổ thuật quả thật đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa rồi. Khi bố của Tiểu Nam còn ở đây cũng không dám nói chắc sẽ thắng được ông ta." khi đó bố của Tiểu Nam đã là tông sư cảnh giới đỉnh phong rồi. Trong lòng Đường Tuấn hơi kinh hãi, theo lời của bà Độc thì chẳng phải nói Đằng Vũ Vân đã lên đến gần cao thủ cảnh giới thần hải rồi sao? chương 370, dược y khóc vậy mà lại có cỏ băng phách. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Đường Tuấn giống như bị một tảng đá lớn đè lên, gần đây mặc dù anh chăm chỉ khổ luyện nhưng khoảng cách lên đến cảnh giới thần hải còn rất lớn, chưa nói đến dân tộc mèo ngoại trừ đằng Vũ Vân ra, chỉ sợ còn có không ít tông sư cao thủ nữa. Lấy trạng thái hiện tại của anh, nếu dám vào dân tộc mèo thì quả thực không khác gì tự tìm đường chết. Bà độc tựa như đã nhìn ra lo lắng trong lòng đường Tuấn, nói bây giờ tuy rằng cháu chưa bằng ông ta, nhưng với thiên phú của cháu, trong vòng 10 năm nữa tuyệt đối có thể đuổi kịp đằng Vũ Vân. Đương nhiên, nếu như đằng Vũ Vân đột phá lại là một chuyện khác. Đường Tuấn khẽ gật đầu, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm lại. Mười năm nữa sao, anh không thể chờ đợi thêm mười năm được. Khi thực lực của anh dần mạnh lên thì những đối thủ tiếp xúc với anh cũng trở nên mạnh hơn rồi. Dựa theo lời Đường Thanh nói, bây giờ nhà họ Đường đang bị một võ đạo thế gia lớn mạnh hơn khống chế, trong đó đương nhiên cũng có không ít tông sư cao thủ còn mạnh hơn anh rất nhiều. Anh Đường Tuấn, em tin anh có thể. Bàn tay nhỏ bé của Hoa Tiểu Nam nắm lấy tay Đường Tuấn, cổ vũ nói. Đường Tuấn mỉm cười, nói, đúng rồi, lúc anh đi tìm Cao Mạnh, đúng lúc gặp phải Ngô Thịnh của Dược Y Cốc. Anh kể lại chuyện mình đã gặp Ngô Thịnh và cỏ băng phách. Dược Y Cốc vậy mà lại có cỏ băng phách, bà độc nghẹn ngào nói. Nhất định phải lấy được gốc cỏ băng phách này, chỉ có cỏ băng phách mới có thể kéo dài mạng sống cho Nam Nam. Đường Tuấn gật đầu, nói, ừ, cháu biết, chờ chuyện ở nơi này xử lý xong, cháu cũng định đi một chuyến đến Dược Y Cốc xem sao. Theo lời quỷ y, Đường Hạo từng đi đến Dược Y Cốc và phái Thần Châm rồi. Đường Tuấn cũng muốn đến hai nơi này xem một chút, có lẽ có thể tìm ra một ít tin tức về ông nội anh. Một đêm yên lặng qua đi. Ngày hôm sau, Đường Tuấn vừa kết thúc bài tập thể dục buổi sáng thì thấy Quách Thịnh Minh vội vàng chạy tới. Quách Thịnh Minh vốn bị thác Thành Long làm bị thương, nhưng Đường Tuấn đã chữa khỏi cho anh ta rồi, sau đó lại có bác sĩ chuyên môn trông coi nên bây giờ đã có thể tự mình đi lại chỉ là vẫn không có cách nào động vào võ lại mà thôi. Đường Tuấn gặp Quách Thịnh Minh ở phòng khách, anh vừa ngồi xuống, Quách Thịnh Minh lập tức lo lắng kinh hoàng nói chuyện, anh Đường, xảy ra chuyện rồi. Ngài còn nhớ Thác Thành Long không? Đường Tuấn gật đầu, anh đương nhiên nhớ rõ vị cao thủ cổ thái quyền bị mình giết chết kia. Buổi sáng tôi vừa nhận được điện thoại của một người bạn, nói rằng đại đồ đệ của cổ sáng là đồ thành đã vào đến Việt Nam rồi. Bây giờ anh ta đang trên đường đến thành phố Vinh dường như anh ta không sợ. Audio điện tử võ tấn bền chương 371 vậy còn có ai có thể giúp cháu đây? Quách Thịnh Minh suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, nói tôi cũng không biết rõ. Nhưng tên Đồ Thành này là đại đệ tử của cổ sáng, nghe nói đã được cổ sáng truyền lại tất cả kỹ thuật của mình. Mấy năm trước, khi anh ta mới vào cảnh tông sư đã dám đánh nhau với một vị tông sư Thái Lan, cuối cùng còn đánh chết vị tông sư cao thủ kia nữa cơ. Mấy năm nay, không có tin tức anh ta ra tay ở đâu cả nhưng thực lực chỉ sợ đã đến mức cao thâm khó lường rồi anh ta nhìn đường tuấn nói anh đường nếu không hay là ngài đi đâu tránh anh ta đi dù sao đồ thành cũng không phải người trong nước không dám làm quá mức ở việt nam đâu chỉ cần anh tránh đi một thời gian anh ta không thể tìm thấy anh thì chỉ có thể trở về thái lan mà thôi tôi biết rồi đường tuấn nói anh đường thực lực của đồ thành tuyệt đối không kém tông sư đời trước được ngài vẫn nên suy nghĩ thật kỹ một chút. Quách Thịnh Minh nói xong câu đó rồi lập tức rời khỏi biệt thự công viên xanh. Đường Tuấn ngồi một mình một lát, trong mắt toát ra vẻ hừng hực ý chí chiến đấu. Tập đoàn Nam Nhật hôm nay vô cùng náo nhiệt, đầu đầu cũng là nhân vật lớn của giới truyền thông và giới kinh doanh ở thành phố Vinh. Bởi vì nửa tiếng sau, chính là hội nghị tuyên bố chính thức mở bán thuốc mới thuốc thông thần và bột tuyết cơ của tập đoàn Nam Nhật với bên ngoài. Vì hội nghị phát hành hai loại thuốc này, đồng thời cam đoan thuốc mới vừa đưa ra thị trường có thể đạt được hưởng ứng tốt, Diệp Nam Nhật cũng tốn rất nhiều thời gian. Cho dù khoảng thời gian trước Thác Bạt Long đến ám sát ông ta, ông ta cũng không tạm dừng công việc. Trong một căn phòng ở tầng 2 hội trường, Đường Tuấn ngồi đối diện với Diệp Nam Nhật, ở bên cạnh bọn họ là cửa sổ vách thủy tinh rất lớn, thuận tiện cho bọn họ nhìn thấy cảnh tượng của hội trường ở bên dưới nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy bọn họ. Cuối cùng cũng đã đến bước này, bận bịu lâu như vậy chỉ để nhìn thấy ngày hôm nay diệp nam nhật ấn ấn huyệt thái dương cười nói đường tuấn gật đầu nói trong khoảng thời gian này chú diệp đã vất vả rồi diệp nam nhật lắc đầu nói nên vậy hiện giờ nhà họ đường cháu gặp nạn nếu ngay cả chú cũng không giúp cháu vậy còn có ai có thể giúp cháu đây diệp nam nhật lấy ra một tấm thẻ ngân hàng bạch kim từ trong túi đẩy tới trước mặt đường tuấn đường tuấn khẽ nhíu mày có chút khó hiểu đây là hoa hồng thuộc về cháu trong mấy năm nay ở tập đoàn Nam Nhật. Hàng năm chú đều sẽ cho người chuyển vào một khoản tiền, đến bây giờ hẳn là khoảng 35.000 tỷ. Diệp Nam Nhật nói tấm thẻ này đáng lẽ nên đưa cho cháu từ lâu, nhưng trước đó chú sợ cháu còn trẻ khí thịnh, đối với một số chuyện không có năng lực phán đoán tốt, số tiền này đưa cho cháu ngược lại lại làm hại cháu. Nhưng trải qua sự quan sát trong khoảng thời gian này, chú phát hiện cháu còn thành thục ổn trọng hơn rất nhiều so với chú nghĩ, cho nên cảm thấy đây là lúc nên đưa cho cháu. Kế tiếp, hoa hồng kinh doanh của thuốc thông thần và bột tuyết cơ chú cũng sẽ cho người chuyển vào trong tấm thẻ này. Đường Tuấn trầm mặc một lát, lúc này mới nhận tấm thẻ ngân hàng. Trên mặt Diệp Nam Nhật lộ ra ý cười, nói mật khẩu của tấm thẻ cho Đường Tuấn lại nói tiếp, chú tin tưởng lấy năng lực và thủ đoạn của cháu, rất nhanh có thể trọng trấn nhà họ đường. Ông đường ở dưới suối vàng có biết, khẳng định sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng cho cháu. Chương 372, Tề Hưng dẫn những người này tới làm gì? Đường Tuấn không muốn tiếp tục nói về đề tài này, hơi nghiêng ánh mắt nhìn hội trường bên dưới. Sau đó nhanh chóng phát hiện rất nhiều bóng dáng quen thuộc ở trong hội trường. Có hai cha con Ninh Xuân Nam và Ninh Đình Trung mặc một thân chính trang chào hỏi mọi người. Bây giờ gần như tất cả mọi thương nhân ở thành phố Vinh đều biết, nhà họ Ninh và tập đoàn Nam Nhật có hợp tác lớn, có con cá sấu lớn là tập đoàn Nam Nhật này làm hậu thuẫn không ai dám xem thường nhà họ Ninh nữa. Còn có Lý Ngọc Mai mặc váy dài màu tím nhạt, tựa như công chúa được mọi người vây quanh. Từ sau chuyện ở biệt thự thanh viên, Đường Tuấn chưa gặp lại Lý Ngọc Mai. Cô ta vẫn xinh đẹp như vậy, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt, cùng mọi người chào hỏi, chỉ là nhìn qua giường như hơi mỏi mệt. Đương nhiên, còn có Diệp Thanh Phương là đại diện của tập đoàn Nam Nhật hôm nay. Mặc một bộ âu phục được đặt may thủ công, đang đi cùng đoàn cấp cao ở tập đoàn Nam Nhật, anh ta thành thục giao lưu với quan khách. Hôm nay anh ta có vẻ tinh thần phấp phới, cả người tự tin vô cùng. Chú Diệp, hội nghị phát hành sắp bắt đầu rồi, chú không xuống dưới chủ trì sao? Đường Tuấn tựa như chỉ tình cớ thuận miệng hỏi. Diệp Nam Nhật sửng sốt một chút, chợt ra vẻ thoải mái cười nói có thanh phương là được rồi. Nó cũng lớn rồi, đã là lúc một mình gánh vác một phần. Ông ta nhìn sườn mặt của Đường Tuấn, giống như muốn nắm bắt biểu tình gì đó, đáng tiếc từ đầu đến cuối vẻ mặt đường Tuấn vẫn cứ bình tĩnh. Sau này liền nhìn xem cháu với Thanh Phương rồi, Thanh Phương từng trải ít hơn cháu, tầm nhìn cũng không lớn như cháu, sau này nếu có chỗ nào nó làm sai, cháu cũng đừng khách khí với nó, nên nói thì nói, nên đánh thì đánh. Bằng không thằng nhóc đó thành thì ít mà bại thì nhiều. Diệp Nam Nhật cười nói. Vâng, đường Tuấn khẽ gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Lúc này, hội trường bên dưới đột nhiên trở nên yên lặng. Diệp Thanh Phương nâng ly rượu đi lên sân khấu, nói: "Tôi đại diện cho tập đoàn Nam Nhật, hoan nghênh các vị đã đến." Bộp bộp bộp, phía dưới vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt. Sau một phen khách sáo, Diệp Thanh Phương bắt đầu giới thiệu hai loại thuốc mới là thuốc thông thần và bột tuyết cơ. Khi nghe đến công hiệu khiến vết thương nhanh chóng khép miệng và làm trắng đẹp làn da của bột tuyết cơ, ánh mắt rất nhiều cô gái và các phu nhân bên dưới đều sáng lên. Đường Tuấn nhìn cảnh tượng này, bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn phiền. Đúng lúc muốn nói lời rời đi với Diệp Nam Nhật, lại nhìn thấy một đám người từ giữa hội trường đi lên. Người cầm đầu chính là cậu ấm Tề Hưng của nhà họ Tề, một số người đi theo đằng sau anh ta đang mặc đồng phục, nhìn đồng phục thì hình như là người của quản lý dược phẩm và thực phẩm. Tề Hưng dẫn những người này tới làm gì? Trong đầu Đường Tuấn vừa hiện ra vấn đề này, trong hội trường lại đột nhiên trở nên huyên náo. Đường Tuấn ngưng thần nghe một chút, nói với Diệp Nam Nhật, "Chú Diệp, sợ là chúng ta phải đi xuống rồi." Diệp Thanh Phương, anh luôn miệng nói bột tuyết cơ thần kỳ biết bao, có năng lực cầm máu rất nhanh, có năng lực tăng tốc độ khép lại của miệng vết thương, còn có thể trắng đẹp da. Nhưng những điều này chỉ là nói miệng mà thôi. Nếu loại thuốc này lợi hại như vậy, anh có dám thử nghiệm trước mặt mọi người hay không? Nếu không có những hiệu quả này, vậy là anh bán thuốc giả. Những người bạn của cục quản lý dược phẩm và thực phẩm đằng sau tôi đây phải mời anh đi uống trà thôi. Tề Hưng cười lạnh nói, ha ha. Tôi vốn còn có ý thử nghiệm thuốc ngay tại hiện trường. Nhưng Diệp Thanh Phương tỏ vẻ đã có dự định trước, lúc hai loại thuốc mới mới vừa sản xuất ra, anh ta đã thử rất nhiều lần. Kết quả so với tưởng tượng của anh ta còn hiệu nghiệm hơn, hơn nữa không có tác dụng phụ gì, đây cũng là nguyên nhân anh ta ôm kỳ vọng lớn như vậy đối với hai loại thuốc mới này. Chương 373. Vậy được, đúng lúc tôi có người bạn, thời gian trước cánh tay bị bỏng. Tề Hưng cười lạnh vẫy tay với cô gái mặc váy đằng sau, ý ý, cô đi lên đây. Xem bộ dạng cô gái kia hẳn là khoảng 20 tuổi, dung mạo bình thường, cơ thể co rúm lại, dường như hơi sợ người. Cô gái đi đến trước mặt Tề Hưng, Tề Hưng chỉ vào cánh tay phải của cô gái, nói đây là chỗ cô ta bị bỏng. Lúc này mọi người mới phát hiện, trên cánh tay của cô gái có một mảnh da thịt đỏ bừng, phần da thịt trên đó hơi thối nát, có thể thấy mạch máu nhỏ bé bên trong. Dựa theo lời anh nói, Bột tuyết cơ hẳn là có công dụng trị bỏng chứ?" Tề Hưng nói. "Đó là đương nhiên." Diệp Thanh Phương kiêu ngạo nói, giống như bột tuyết cơ là tự tay anh ta làm ra vậy. Anh ta tiếp nhận một bình nhỏ bột tuyết cơ từ trong tay nhân viên bên cạnh, đi đến trước mặt cô gái tên Ý Ý đó, ôn nhu nói, "Cô nhịn một chút, nhanh thôi sẽ không có chuyện gì nữa." Ý Ý hơi sợ sệt gật đầu. Diệp Thanh Phương lúc này mới từng chút từng chút đổ bột tuyết cơ trong bình lên chỗ làn da bị bỏng kia của Ý Ý sSS y y hít một ngụm khí lạnh. Diệp Thanh Phương cũng hơi khẩn trương nhìn chằm chằm miệng vết thương. Mười phút trôi qua, miệng vết thương của ý ý không những không hấp thu bột tuyết cơ, ngược lại trên mặt cô ta lại lộ ra vẻ thống khổ, trên trán mồ hôi lạnh liên tục đổ ra. Cái loại biểu tình này không phải giả bộ, người ở đây đều có thể nhìn ra cô gái đang chịu đựng đau đớn. Mọi người trong hội trường sau khi nhìn thấy một màn này, đều nhíu mày, trong mắt lộ hoài nghi nhìn Diệp Thanh Phương. Hay là tập đoàn Nam Nhật thật sự bán thuốc giả, bột tuyết cơ này chỉ là thứ bọn họ dùng để lừa tiền. Không thể nào, không thể nào như vậy, trên mặt Diệp Thanh Phương lộ ra vẻ kinh hoàng, nói tôi đã thử nghiệm qua rất nhiều lần. Bột tuyết cơ rõ ràng có hiệu quả với vết bỏng, sao có thể như thế này? Tề Hưng cười lạnh, sao có thể như vậy? Anh ta nhìn quanh một vòng, nói các vị hiện giờ đã nhìn rõ chưa, tập đoàn Nam Nhật căn bản là đang bán thuốc giả tôi nghĩ hội nghị phát hành hôm nay không cần tiến hành tiếp nữa. Vừa dứt lời, toàn hội trường lập tức trở nên yên lặng. Anh Diệp, mời anh theo chúng tôi một chuyến để điều tra chuyện này. Mấy nhân viên của Cục Quản lý Dược Phẩm nói. Diệp Thanh Phương lại không giữ được bình tĩnh, nhớn nha nhớn nhác nói tề hưng. Chắc chắn là do tề hưng dở cho quỷ. Những người xung quanh, chương 374 không phải anh đã nói thuốc không có vấn đề gì sao. Đình Trung, Cuối cùng là sao? Không phải con đã nói Đường Tuấn là thần y sao? Vậy tại sao đơn thuốc mà anh ta lấy ra lại là thuốc giả? Ninh Xuân Nam nhíu mày, vẻ mặt lo sợ hãi hùng. Ngộ nhớ tập đoàn Nam Nhật thật sự bán thuốc giả, vậy thì nhà họ Ninh của ông ta chắc chắn sẽ bị liên lụy, đến lúc đó đừng nói là trèo lên trên, sợ là còn có thể trở thành đối tượng bị người ta cười nhạo lẫn chỉ trích. Ninh Đình Trung nhìn ra giữa sân, nặng nề nói con cũng không biết, nhưng con tin tưởng Đường Tuấn nếu như cậu ta nói thuốc có hiệu quả vậy thì chắc chắn có hiệu quả ninh xuân nam nhìn con ông ta không khỏi dùng tới giọng điệu răn dậy nói con đừng có tin tưởng cậu ta quá lòng người khó dò lỡ như cậu ta muốn chết nhà họ ninh của chúng ta cũng không thể nào đi theo cậu ta làm liều được ninh đình trung nghe vậy khẽ lắc đầu không cần thiết phải giải thích dựa vào thân phận của đường tuấn nếu như thật sự muốn làm gì nhà họ ninh mà nói cần gì phải bày mưu tính kế như vậy những người đang ở trong chỗ này chỉ sợ cũng giống như anh ta cực kỳ tín nhiệm đường tuấn đường tuấn sao lại thế này không phải anh đã nói thuốc không có vấn đề gì sao lúc này diệp thanh phương nhìn thấy cha của anh ta là diệp nam nhật và đường tuấn đang từ trên lầu đi xuống không khỏi có chút tức giận truy hỏi có phải anh cố ý muốn làm cho tôi xấu mặt cho nên mới động tay động chân ở bên trong thuốc hay không đường tuấn nghe tới đây chân mày nhíu lại Diệp Thanh Phương này đúng là không thể làm chuyện lớn được. Vừa mới xảy ra chuyện như vậy, anh ta chẳng những không nghĩ cách đi giải quyết, ngược lại còn đùn đầy trách nhiệm khắp nơi. Thanh Phương, câm miệng, Diệp Nam Nhật quát lên. Cha, lúc này mà cha còn bảo vệ anh ta làm gì? Đều là tại anh ta, là anh ta muốn hại nhà họ Diệp chúng ta. Đơn thuốc là do anh ta cung cấp, mấy người muốn bắt thì bắt anh ta kìa. Diệp Thanh Phương lớn tiếng la lên, giống như sợ người khác không nghe thấy vậy bốp diệp nam nhật dáng luôn một bà tai lên trên mặt diệp thanh phương lạnh lùng nói cha bảo câm miệng có lẽ một cái tát này đã thật sự đánh diệp thanh phương tỉnh ra anh ta vậy mà thật sự ngậm miệng không nói thêm gì nữa nhưng ánh mắt nhìn về phía đường tuấn lại cực kỳ oán độc đường tuấn mặc kệ anh ta đi đến trước mặt tề hưng và cô gái ý ý kia ha ha chúng ta lại gặp nhau rồi tề hưng cười nhạt dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói tôi đã sớm nói rồi mà có tôi ở đây, anh đừng nghĩ tới chuyện sẽ sống dễ chịu. Cút ngay, đường Tuấn lạnh lùng nói. Anh, tề hưng sướng sờ, bất chợt khoanh tay lại, nói, ha ha, chuyện đã tới nước này, chẳng lẽ anh còn có cách gì hay sao? Anh xúi dục tập đoàn Nam Nhật chế tạo thuốc giả, để tôi xem về sau ai còn dám tới để tìm anh chữa bệnh nữa. Anh không hề trả lời tề hưng, mà nói với cô gái ý ý kia, có thể đưa tay cho tôi xem được không? anh hiểu rõ công dụng của bột tuyết cơ hơn bất kỳ ai. Nếu như không có hiệu quả đối với cô gái trước mặt này, vậy chỉ có thể là do bản thân cô gái này có vấn đề. Anh đã nhìn ra một chút mánh khóe, chỉ cần tiến hành kiểm chứng là được. Y ý ý có chút trần chờ. Không sao đâu, cứ để cho anh ta xem đi, tôi thật muốn nhìn xem thần y đường nói thế nào. Tề hưng cười lạnh. Lúc này ý ý mới rụt rè đưa tay ra. mươi 375, bột tuyết cơ trước tiên anh quan sát miệng vết thương của ý ý sau đó mới bắt mạch sao hả không biết thần y đường đã nhìn ra cái gì chưa tề hưng cười khẩy nói đường tuấn giống như không hề nghe thấy nói với diệp nam nhật ở bên cạnh chú diệp cháu cần cồn y tế diệp nam nhật gật đầu chỉ mất một chút thời gian đã có người mang cồn y tế đến đây có thể hơi đau cô nhịn một chút đường tuấn mở nắp đậy chai cồn ra nói với ý ý nhưng cô yên tâm Tôi có thể đảm bảo cánh tay của cô sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu, không hề lưu lại bất kỳ vết sẹo nào đâu." Y y vốn còn có chút chống cự, nhưng nghe tới những lời này của anh, chống cự ở trong lòng lập tức giảm bớt đi. Không có một người con gái nào thích lưu lại một vết sẹo ở trên người cả, cho dù là diện mạo bình thường như cô ta cũng không ngoại lệ. Đường Tuấn chậm rãi dùng cồn rửa miệng vết thương cho Y y, động tác của anh dịu dàng giống như là đang vuốt ve cánh tay của người yêu vậy ban đầu ý ý còn cảm thấy hơi đau nhưng nhìn tới biểu cảm này của anh cô ta khẽ cắn môi ra sức nhịn xuống anh rửa sạch miệng vết thương của ý ý một lần còn rửa sạch luôn cả bột tuyết cơ ở trên miệng vết thương lúc này anh mới bỏ chai cồn xuống lập tức có người ở bên cạnh đón lấy đường tuấn tiện tay lấy một cây kim châm bạc đã được khử trùng ra đâm vào cánh tay của cô gái thủ pháp cũng rất nhẹ nhàng cô gái không hề cảm thấy đau đớn gì cả nhưng từ lúc anh bắt đầu châm cứu cánh tay của cô gái dịn ra mồ hôi li ti, mồ hôi này nhỏ giọt rơi xuống đất, rất nhanh đã thấm ướt một mảng lớn. Đến khi mồ hôi không còn chảy ra nữa, anh mới rút kim châm bạc ra, vừa giơ tay lên, nói, bột tuyết cơ. Diệp Nam Nhật đưa bột tuyết cơ đến, anh đón lấy, rắc nhẹ một ít bột tuyết cơ lên trên miệng vết thương của Ý Ý. Lần này Ý Ý không còn lộ vẻ đau đớn nữa, 5 phút trôi qua, toàn bộ bột tuyết cơ đã thẩm thấu hết vào miệng vết thương. Làn da đỏ ửng ban đầu đã khôi phục lại màu sắc bình thường. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng là cùng một lọ bột tuyết cơ, sao hiệu quả lại hoàn toàn không giống nhau? Trong đám người, có người tinh mắt nhìn thấy thất thanh nói. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy bột tuyết cơ mà Đường Tuấn sử dụng cùng với cái lọ mà lúc trước Diệp Thanh Phương dùng chính là cùng một lọ, nhưng hiệu quả lại khác biệt một trời một vực. Đặc biệt, miệng vết thương trên cánh tay của ý ý rõ ràng đã đang bắt đầu kết phải khiến cho bọn họ âm thầm giật mình sợ hãi. Lúc này bọn họ cũng không rõ ràng cho lắm, đến cùng bột tuyết cơ là thuốc thật hay thuốc giả đây. Mà trên mặt Tề Hưng cuối cùng cũng không còn vẻ đắc ý nữa, sắc mặt anh ta xanh mét, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Sao lại như vậy? Diệp Nam Nhật hỏi ra nghi vấn ở trong lòng tất cả mọi người. Đường Tuấn đưa lọ bột tuyết cơ cho ý ý cầm trong tay, sau đó dặn dò một số việc cần chú ý. Bấy giờ anh mới quay người lại nói với mọi người, Thật ra bột tuyết cơ cũng không có vấn đề gì, sở dĩ lần đầu tiên bột tuyết cơ không có hiệu quả, chủ yếu là bởi vì cô gái này đã uống một ít thuốc trước đó, bởi vì tác dụng của thuốc cho nên mới khiến cho bột tuyết cơ không có tác dụng. Anh Đường, vậy ý của anh là nói bột tuyết cơ có xung khác với thuốc khác sao? Có người hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền hết chương 375.